Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 381, một cái mạng đủ không? Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia kiên định, dù Thành Thanh Dương có là núi đao biển lửa thì hắn vẫn phải xông vào. Hắn không thể bỏ mặc huyết Long Mã như vậy được. Trên cánh đồng hoang vu, Trương Nhạc nhìn theo bóng lưng Lâm Nhất dần đi xa, vừa cảm thấy quen thuộc lại vừa cảm thấy xa lạ. Lúc trước, ở núi Thiên Hỏa, Lâm Nhất còn chưa có danh tiếng gì, thoạt nhìn có vẻ rất non nớt. Hắn bỗng nhiên xuất hiện ở núi Thiên Hỏa đã khiến rất nhiều người cười nhạo, nói rằng hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng Lâm Nhất không chết, mà trái lại còn tạo thành uy danh hiển hách tại quận Thanh Dương. Đến hiện tại, không có ai ở quận Thanh Dương dám khinh thường hắn. Quận Thanh Dương nằm ở biên cương đại tần đế quốc, nổi danh hỗn loạn, cái gọi là mạnh được yếu thua được thể hiện rất rõ ràng ở nơi này. Quận thành lớn nhất của nó tụ tập đủ loại thành phần, rồng rắn lẫn lộn càng khiến quy tắc kia được phát huy đến mức tận cùng. Thành Thanh Dương, quảng trường phía bắc. Quảng trường này chính là một phiên chợ đen, ngày thường tụ tập một lượng lớn tán tu, có rất nhiều món đồ không thể xuất hiện cũng có thể tìm thấy ở đây. Khi đại đa số những võ giả tiên hiên mạo hiểm trong Thanh Dương giới trở về thì nơi này cũng dần náo nhiệt hẳn lên. Có rất nhiều võ giả tiên thiên nghe danh mà đến, muốn tìm vài món bảo bối. Ở quảng trường phía bắc có một phòng đấu giá Lộ Thiên nơi này đã sớm không còn chỗ ngồi, biển người ầm ầm như thủy triều dậy sóng. Trên đài đấu giá hiện tại, huyết long mã bị xích lại. Trông nó vô cùng uể oải, vết thương chồng chất, da thịt bị quất đến bong ra, miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nó phát ra từng luồng khí tức chán nản, dáng vẻ nửa sống nửa chết. Cảnh tượng như thế khiến rất nhiều người cảm thấy tò mò. Huyết long mã nằm co quắp trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, hoàn toàn mất đi linh tính vốn có quảng trường phía bắc đang làm cái quỷ gì vậy bày ra trận thế lớn như vậy chỉ để đấu giá một con ngựa chết thôi à đừng đoán mò đó không phải ngựa chết đó là ngựa của lâm nhất đấy trước kia có rất nhiều người ngũ khiếu thậm chí là lục khiếu đã từng bị nó đá bị thương biết lâm nhất không hắn là một kẻ đủ hung ác dám vơ vét tài sản của huyết tông môn và kim diệm tông thậm chí còn dám ra tay với bạch lê hiên lúc trước con ngựa này oai phong nhường nào Bạch Lê Hiên muốn hàng phục nó mà nó cũng dám hất hắn ta xuống. Huyết mạch của nó rất mạnh mẽ, chắc chắn là dị trùng, dù không thể hàng phục được thì ăn thịt cũng không tệ. Thật ư, có nhiều người nhìn thấy, sao lại là giả được, trái lại, lần này hắc phong tam sát được hời rồi. Chỉ tiếc tên tiểu tử lâm nhất kia đã chết, cứ thế chết trong vực âm phong. Đó gọi là chết có ý nghĩa, ngay cả Bạch Lê Hiên mà cũng dám đối đầu, ai cứu được hắn chứ? nhắc đến danh tiếng của Lâm Nhất, bầu không khí sôi nổi hẳn lên. Hiện tại trong quận Thanh Dương, tên tuổi của Lâm Nhất gần như không ai không biết, không ai không hiểu. Đủ loại sự tích về hắn trong Thanh Dương giới đã sớm lan truyền rộng khắp. Hiện tại, buổi đấu giá tại quảng trường phía Bắc này có thể thu hút nhiều người đến như vậy cũng vì mối quan hệ sâu đậm giữa huyết Long Mã và Lâm Nhất. Chư vị yên tĩnh. Audio điện tử võ tấn bền một gã trung niên mặc áo xanh, để rear mép bước lên đài đấu giá, ánh mắt lóe lên tia khôn khéo chỉ có ở thương nhân. Một thân tu vi không tầm thường, đã đạt đến tiên thiên lục khiếu. Người đàn ông áo xanh kia cười nói, có lẽ chư vị cũng đã biết lai lịch của con ngựa này. Chắc chắn nó là loài dị trùng, tu luyện đến cảnh giới huyền võ cũng có thể được. Trong thanh dương giới có rất nhiều cao thủ đã thúc thủ vô sách, không làm gì được nó. Lời này không giả, thế nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của con súc sinh này thì còn sống nổi không? Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy Bạch Lê Hiên đánh nó ba trường. Với thương thế như vậy, ta thấy nó đã sớm hấp hối, có mua về cũng chỉ là ngựa chết mà thôi. Dưới đài vang lên âm thanh nghi ngờ, gã áo xanh sờ sờ rêu mép, cười nói đừng vội. Lập tức có một tên tùy tùng bước lên đài, bưng theo một cái khay phủ lụa đỏ. Gã trung niên kia lấy roi ngựa trong khay ra, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cười nói ta sẽ cho chư vị nhìn thử xem con súc sinh này có bao nhiêu đáng sợ. Chát, vừa dứt lời, roi ngựa trong tay phát ra âm thanh giòn giã, quất thẳng vào thân thể huyết long mã. Má. Máu tươi chảy đầm đìa, thoáng chốc, da lông toàn thân huyết long mã sù lên, tựa như một ngọn lửa đỏ đang bốc cháy hừng hực. Trên người huyết long mã vốn trông như đang hấp hối lập tức bộc phát sát khí ngút trời, luồng hơi thở táo bạo tràn ngập toàn trường hai mắt nó long lên sòng sọc, ra sức giấy ruộng, muốn giật đứt dây thường trên người, nhưng nó càng dấy ruộng thì càng bị thiết chặt, gần như dây thường sắp ăn sâu vào da thịt. Ngoan ngoãn một chút, gã trung niên cười khẩy, roi ngựa trong tay không ngừng quất xuống, đánh cho huyết long mã giống lên từng hồi. Sát khí thật mạnh, không ngờ nó còn có khí thế đến vậy. Khó trách ngay cả Bạch Lê Hiên cũng không hàng phục được âm thanh kinh ngạc liên tục vang lên khắp quảng trường đấu giá tạo thành từng đợt tiếng ồn hắc phong tam sát ngồi dưới đài cười như nở hoa bọn họ biết chắc huyết long mã sẽ bán được giá cao sau khi bị đánh một trận tới tấp huyết long mã táo bạo cũng dần an tĩnh lại hai mắt trào ra từng giọt lệ máu hư không cho mày nếm mùi đau khổ thì mày không biết ngoan ngoãn gã trung niên áo xanh cười lạnh dừng tay lại lúc này mọi người mới hoảng sợ phát hiện trên roi ngựa của ông ta cắm đầy gai nhọn sắc bén khó trách chỉ mới đánh một chút đã khiến huyết long mã ra chóc thịt bong đau đớn đến vậy bây giờ có ai muốn ra giá không gã áo xanh nhìn xung quanh một lượt lộ vẻ chờ mong một cái mạng ông thấy có đủ không ngay khi mọi người còn chưa kịp ra giá một âm thanh lạnh lẽo thấu xương mang theo tiếng nghiến răng ken kết đột nhiên vang lên trong giọng nói kia ẩn chứa sát ý lạnh như băng khiến quảng trường phía bắc to lớn thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Vô số người nhịn không được dùng mình một cái. Tên khốn nào dám gây rối ở quảng trường phía bắc. Người áo xanh tức giận không thôi, khi ngẩng đầu nhìn lại, ông ta thấy được một đôi mắt đỏ như máu mà cả đời mình khó quên. chương 382, Cường Thế Áp Đảo Bầu không khí náo nhiệt ở quảng trường phía bắc đột nhiên dừng lại, tất cả những người có mặt ở buổi đấu giá đều sững sờ. Rốt cuộc kẻ nào dám tới quảng trường phía bắc gây rối? Quảng trường phía bắc có thể mở chợ đen ở thành Thanh Dương, chắc chắn thế lực phía sau không yếu hơn phân đà của ba đại tông môn. Gã trung niên áo xanh ở trên bục đấu giá nhìn vào mắt người tới, sau đó chợt đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc là người thế nào mà ánh mắt lại kinh khủng đến vậy? Vụt, người tới không nhiều lời, nhảy vụt đến sàn đấu giá. Dám tới quảng trường phía bắc làm loạn? ta thấy người chán sống rồi, ngăn hắn lại. Thấy người kia lao tới, gã trung niên thoáng biến sắc, vội vàng quát lên. Xung quanh sàn đấu giá chợt có mấy cao thủ tiên thiên lục khiếu chạy ra, xông về phía người đó. Cút! Người đó hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người chợt bộc phát, giơ tay tung trưởng về phía đám người. Trong quyền mang ẩn chứa kiếm kình sắc bén vô song, quét về phía đó. Sau một tiếng động lớn, Bốn cao thủ Tiên Thiên Lục Khiếu đồng thời phụt máu, choáng váng bay ra ngoài. Một chiêu cũng không đỡ nổi. Rầm rầm rầm, bốn người rơi xuống sàn đấu giá, rất nhiều vị khách không tránh kịp nên đã bị thương. Bàn ghế vỡ vụn, nguồn cưa bay tứ tung trong tiếng động lớn. Toàn bộ sảnh đấu giá trong phút chốc hỗn loạn, huyên náo, mọi người đồng thời đứng dậy, vẻ mặt thay đổi đáng kể. Trong mắt gã trung niên áo xanh đang đứng trên bục lướt qua vẻ kinh hãi ông ta lập tức xoay người muốn chạy trốn chạy được không người tới vững vàng đáp xuống sàn đấu giá khí thế trên người tản ra dưới áp lực kinh người gã trung niên cực kỳ chật vật cả người như rơi vào vũng bùn lầy người tới phi thân về phía trước một tay bóc cổ đối thương nhấc bổng ông ta lên mặt gã trung niên đỏ bừng không thể thở nổi hai tay quờ quạng trong hư không lúc này mọi người mới nhìn được từ phía chính diện thấy rõ khuôn mặt người tới Trời ơi, hắn là Lâm Nhất. Những người từng thấy Lâm Nhất ở Thanh Dương giới đều la lên thất thanh. Lâm Nhất, sao có thể, không phải hắn đã bị Bạch Lê Hiên đuổi giết vào vực âm phong rồi ư? Đúng là tên thối tha. Hắc Phong tam sát dưới đài hận Lâm Nhất tận xương, vừa nhìn đã nhận ra thân phận của hắn. Áo choàng trắng xanh, sau lưng đeo hộp đựng kiếm, khuôn mặt tuấn tú, không phải Lâm Nhất thì có thể là ai? tình huống xảy ra quá đột một khiến toàn bộ quảng trường phía bắc trở nên náo loạn. Vô số ánh mắt ngỡ ngàng đều tập trung trên người thiếu niên trên bục. Tên này chính là Lâm Nhất Sao. Đúng, chính là hắn, trong di tích tông môn, hắn đã bắt chẹt 20.000 viên tiên thiên đan của Kim Diệm Tông và huyết vân môn trước mặt mọi người đấy. Uy phong thật kinh người, thế nhưng hắn xông vào quảng trường phía bắc chẳng phải tự tìm chết sao. Không biết huyết Vân môn và kim diệm tông đều có phân đà ở đây à? Chưa chắc, ngày đó ở trong thanh dương giới, ngay cả Bạch Lê Hiên mà hắn còn dám đắc tội, nếu đã dám xông vào đây thì chắc chắn có chỗ hơn người. Ta nghe nói lợi ích mà hắn nhận được ở tế đàn thông thiên còn hơn cả Bạch Lê Hiên và tư tuyết y đấy. Đúng đó, hắn nhận được một bộ công pháp huyền cấp viễn cổ, thực lực của hắn cực kỳ xuất chúng nên đừng coi thường. Mọi người chờ xem kịch hay đi. Tiếng ồn ào từ bốn phương không ngừng lan rộng, sự xuất hiện của Lâm Nhất đã truyền khắp với tốc độ kinh người, không chỉ ở quảng trường phía bắc mà cả thành Thanh Dương đều đã biết. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Nhất đã chết, không ngờ hắn lại trinh phạt về quảng trường phía bắc, chuyện chấn động thế này không muốn gây nên sóng gió cũng khó. Trên bục đấu giá, Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, khi Lưu Thanh sắp tắt thở, hắn liền giơ tay ném, mặt ông ta đập mạnh xuống sàn cứng của bục đấu giá. Lâm Nhất xòe tay, roi ngựa trên đất bay vào lòng bàn tay. Hắn không định bỏ qua cho người trước mặt này vừa rồi ông uy phong lắm mà mặt lâm nhất vẫn không có cảm xúc hắn lạnh lùng nhìn lưu thanh đang nằm dưới đất cất giọng lạnh lẽo giọng nói khẽ run trên người lộ ra sát khí không thể che giấu hắn vất vả chạy tới đây lại nhìn thấy một cảnh tượng không thể tha thứ huyết long mã bị lưu thanh tra tấn đến mức rơi nước mắt với phòng ngự của nó mà vẫn bị lột mất lớp da có thể tưởng tượng nó phải chịu nỗi đau như thế nào đừng mà ta chỉ làm theo mệnh lệnh thôi lâm thiếu hiệp hãy tha cho ta lưu thanh lúc này cũng không kêu căng được nữa ông ta hạ giọng cầu xin tha thứ không nói phải không phút mặt lâm nhất trầm xuống roi ngựa đầy gai trên tay quất mạnh lên người đối phương một roi giáng xuống người lưu thanh máu me đầm đìa ông ta hét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết tiếng kêu gào thảm thiết khiến mọi người có mặt đều chấn động lúc này mới nhận ra roi ngựa trong tay lâm nhất hung ác nhường nào phút 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 Lâm Nhất lại quất liên tiếp vài roi, không hề nương tay, đánh cho Lưu Thanh sống dở chết dở. Lâm Nhất, tên xúc sinh, có gan thì đánh chết ta đi, ta muốn xem ngươi ra khỏi quảng trường phía bắc này thế nào. Lưu Thanh bị đánh mặt mày nhăn nhó dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, điên cuồng hét lên. Yên tâm, hôm nay không ai cứu được ông đâu, cho dù ông không muốn chết cũng không được. Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng, nói xong hắn lại quất thêm roi nữa. Dừng tay, chương 383, mất một cánh tay. Tiếng quát lạnh lùng nặng nề vang lên, một làn khí tức mạnh mẽ quét về phía này. Cộp cộp cộp. Đồng thời, từ tứ phương tám hướng của quảng trường phía bắc không ngừng có võ giả tiên thiên chạy ra. Trong nháy mắt, sân đấu giá đã bị bao vây. Lâm nhất nhướng mày, roi ngựa trong tay cuốn lưu thanh đặt dưới chân, dẫm lên thật mạnh. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy người dẫn đầu bên kia là một người cao to vạm vỡ, khí tức trên người uy nghiêm, tu vi đã đạt tới cảnh giới bán bộ huyền quan. Bán bộ huyền quan là chỉ tu vi cao hơn tiên thiên thất khiêu, nhưng vẫn chưa thực sự đột phá được huyền quan. Giữa thất khiếu và cảnh giới huyền võ, tu vi của người này ở cảnh giới tiên thiên đã đến mức không thể thăng cấp nữa. Bác giác đại nhân xuất hiện rồi. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ta thấy chủ nhân của quảng trường phía Bắc xuất hiện đấy. Nghe nói ông ta vẫn luôn bế quan đột phá huyền quan, bây giờ xem ra tin đồn là thật không khí hiện trường bỗng chốc nóng lên. Bác giác nhìn Lưu Thanh bị đối phương đạp dưới chân, tức giận hét lên, tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ, thả Lưu Thanh ra ngay cho ta, để lại 10.000 viên tiên thiên đan, nếu không hôm nay ngươi không ra nổi khỏi quảng trường phía bắc đâu. Lâm Nhất lạnh lùng đáp trả, chắc ông vẫn chưa rõ tình huống lúc này đúng không? Lời vừa dứt, Lâm Nhất đã dẫm thật mạnh lên ngực Lưu Thanh, nội kinh cuồng bạo theo đó lan ra, lục phủ ngũ tạng của đối phương trong phút chốc bùng nổ, chỉ một cú đạp lưu thanh đã bị dẫm chết trên mặt đất ngươi mặt bắc giác đột nhiên xanh mét vì tức giận không ngờ lâm nhất lại giết lưu thanh ngay trước mặt ông ta từ lúc tra tấn huyết long mã ông ta đã biết chắc chắn sẽ có một người chết lâm nhất hời hợt bảo ta nói rồi không ai cứu được ông ta ngươi đang tự tìm chết đấy bùm khí thế đáng sợ của bán bộ huyền quan điên cuồng bộc phát từ người bắc giác khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt tiểu tử này điên rồi. Tiên thiên ngũ khiếu mà cũng dám chống lại võ giả bán bộ huyền quan. Thấy cơn giận của bác giác, sắc mặt của mọi người đều thay đổi rõ rệt. Không biết kẻ ngũ khiếu này lấy dũng khí từ đâu mà dám thách thức bán bộ huyền quan. Bác giác chợt lao ra, linh nguyên tiên thiên cường hãn không ngừng dao động trong cơ thể. Ông ta tung một trưởng về phía lâm nhất. Liệt không trưởng. Đung đoàng. Trưởng mang đáng sợ còn chưa hạ xuống, không trung đã vang lên tiếng nổ ầm chói tai bàn tay khô gầy cứ hạ xuống một phân là linh nguyên lại ngưng tụ đặc hơn vài lần sợ rằng đến khi lâm nhất linh nguyên cái thế thì đã mạnh đến mức khiến mọi người kinh hãi không khí cũng gần như nứt ra tạo thành khe hở vẻ mặt bác xác lãnh đạm ông ta không hề nương tay muốn một trưởng giết chết lâm nhất khi cảnh giới tranh lệch nhau hai khiếu đối phương sẽ không thể nhúc nhích dưới khí thế của ông ta một trưởng này chắc chắn sẽ giết được lâm nhất đây là chiêu tuyệt sát của ông Hà. Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là đối mặt với một trường sắc bén, nặng nề thế này, Lâm Nhất lại cười khẩy. Tử Diên Hoa đang cháy hừng hực ở đan điền đã lặng lẽ nở rộ. Kiếm thế mạnh mẽ bộc phát từ trên người hắn, chờ đến khi 24 cánh hoa nở rộ, khí thế ngộp thở từ bắc giác áp tới đã bị kiếm thế vô tận nghiền nát. Ngay tại thời điểm khí thế của đối phương bị nghiền nát, Lâm Nhất bước về phía trước một bước, nắm chặt năm ngón tay thành nắm đấm, thoáng chốc linh nguyên rồi dào của tử diên kiếm kinh ẩn chứa trong cơ thể điên cuồng chút ra, như sông lớn mở cửa đê đập. Quyền kiếm hợp nhất, mềm rắn cùng tồn tại. Lâm nhất không né cũng không tránh, tung ra một quyền đón lấy trưởng mang nựng nề như muốn khiến không khí nổ tung ấy. Không biết tự lượng sức. Thấy Lâm nhất chỉ có tu vi ngũ khiếu mà dám lấy cứng trọi cứng với mình, trong mắt bác giác lướt qua tia tàn nhẫn. Linh nguyên trong cơ thể lại lần nữa dâng trào điên cuồng, quyền mang gần như đã ngưng tụ thành chất muốn đánh gãy tay lâm nhất bùm nhưng khi quyền và trưởng va chạm vào nhau tiếng hét thảm thiết của bác giác vang lên giữa tiếng ồn ào tay lâm nhất không gãy ngược lại lòng bàn tay ông ta máu thịt lẫn lộn xương lộ cả ra tất cả đều là vết thương do kiếm kình để lại chút khả năng này mà cũng muốn giết ta thầm cười nhạo trong lòng quyền mang của lâm nhất không dừng lại tiếp tục đập vào thủ trưởng kia tử diên kiếm kình cuộn trào trong quyền mang giống như cái máy xay thịt, quét dọc theo cánh tay hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cánh tay bác giác lập tức đứt lìa. Bác giác sợ hãi tái mặt, vội vàng rút lui, đến khi đứng vững ông ta mới nhìn lâm nhất bằng ánh mắt đầy kinh hãi. Sân đấu giá khổng lồ im lặng chết chóc. Cảnh tượng kinh ngạc như vậy khiến mọi người nghĩ không ra, không ngờ bác giác đã bán bộ huyền quan mà vẫn thua thảm bại trong tay lâm nhất như thế. Chỉ với một quyền, bác giác đã bị hạ gục. Rốt cuộc ngươi luyện công pháp gì vậy, vẻ mặt bác giác đau đớn, ông ta nhìn Lâm Nhất với vẻ thẳng thốt, ngỡ ngàng. Lâm Nhất hừ lạnh, hờ hững bảo, chuyện này thì ông đừng hỏi, bây giờ có còn muốn ta để lại 10.000 viên tiên thiên đan không? Không dám, vừa nãy đã đắc tội rồi. Ta có thể dẫn huyết long mã ra khỏi quảng trường phía bắc chưa? Lâm công tử nói quá rồi, công tử muốn đi lúc nào cũng được. Một quyền đã dụng một cánh ai, bác giác hoàn toàn hoảng sợ, nào còn dám huynh hoang nữa. Tên vô dụng bác giác này, từ bao giờ người có quyền quyết định vật phẩm đấu giá mà hắc phong tam sát giao cho người hả? Ngay lúc Lâm Nhất chuẩn bị đưa huyết long mã đi, một giọng nói bực bội chợt vang lên. chương 384, Tử Diên kiếm quyết cường hãn. Khi Lâm Nhất đang định đưa huyết long mã đi thì hắc phong tam sát chợt nhảy ra. Bác giác đã mất một tay, nghe thấy lời diễu cợt của ba người kia thì tức giận, ba lão già này không giúp đỡ lúc ông ta giao đấu với lâm nhất thì thôi đến khi ông ta bại trận mới tới chế nhạo hắc phong tam sát đừng quá đáng quá vẻ mặt bác giác âm trầm ông ta lạnh lùng quát lên cút đi ở đây có chỗ cho kẻ vô dụng như ngươi lên tiếng à lão đại của hắc phong tam sát là một ông lão áo vàng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm bác giác ép ông ta phải ngậm miệng ai mạnh hơn kẻ đó là vua khi bác giác chưa mất cánh tay chiến đấu cùng các võ giả khác của quảng trường phía Bắc thì tam sát còn cố kỵ một chút. Bây giờ bọn họ đã chẳng còn coi Bắc sát ra gì. Ông lão áo vàng nhìn lâm nhất, lạnh giọng bảo, tên khốn người đúng là mạng lớn, vực âm phong cũng không giết được ngươi. Lâm nhất liếc nhìn ba người họ, cười đáp, lá gan cũng lớn đấy, ta nhớ khi ở thanh dương giới, ba người các ông chẳng ai dám hó hé một lời trước mặt ta mà. Nói đến sự nhục nhã ở thanh dương giới, vẻ mặt ba ông già chợt lộ vẻ khó coi bị một tiểu bối đánh lùi trước mặt bao người tung hoành quận thanh dương bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên ba người bọn họ chịu cảnh xấu hổ như vậy nếu không dựa vào bảo khí lệnh bài thì lão tử chỉ cần một tay cũng giết được ngươi ông lão áo vàng cười âm hiểm bảo khí đó của ngươi chắc không dùng được nữa rồi nhỉ vậy mà lúc đầu ta lại bị ngươi dọa sợ nếu bảo khí đó thật sự có thể sử dụng không giới hạn thì ngươi cũng không bị bạch lê hiên ép nhảy xuống vực âm phong đại ca nhiều lời với hắn làm gì, tiểu tư này không biết mình đã sắp chết, vẫn còn ở đây khoe khoang. Lâm nhất chợt hiểu, thì ra hắc phong tam sát nghĩ rằng lệnh bài ô quang của hắn không thể sử dụng được nữa. Cộc cộc cộc, đúng lúc này từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa, sau tiếng vó ngựa nặng nề là từng luồng sát khí ngút trời từ xa tới gần, khí thế cuồn cuộn hướng về phía quảng trường phía bắc. Một tia diếu cợt lạnh lẽo hiện lên trên khóe miệng ông lão áo vàng, Ông ta trầm giọng bảo, nghe thấy gì chưa? Cao thủ từ phân đà của hai đại tông môn đã tới rồi, nếu ngươi giao thượng cổ yêu đan ngày đó và cả tiên thiên đan trên người ngươi ra thì Hắc Phong Tam sát chúng ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Lúc này, mọi người trên sân đấu giá đều nhìn ra ngoài. Hắc Phong Tam sát nói không sai, đúng là đám người của Kim Diệm tông và Huyết Vân môn đã trên đường tới. Nhưng vậy thì có liên quan gì? nếu đã dám xông vào quảng trường phía Bắc thì Lâm Nhất cũng không sợ hai đại tông môn. Lo chuyện bao đồng, ta thấy các ông nên lo cho sự sống chết của mình đi thì hơn. Lời này vừa dứt, một chuyện ngoài dự đoán của mọi người xảy ra. Lâm Nhất chẳng những không cầu xin hắc phong tam sát mà còn quát lên một tiếng, sau đó xông lên trước. Tử Diên kiếm quyết là công pháp viễn cổ hàng thật giá thật, Lâm Nhất đã luyện được tới cảnh giới tứ trọng, linh nguyên tiên thiên dồi dào đã vượt qua cao thủ bán bộ huyền quan của quận Thanh Dương từ lâu. Trừ khi là bán bộ huyền quan do thế lực mạnh lâu đời như tứ tông tứ tộc đào tạo. Ví dụ như vương đỗ của vương gia thì lâm nhất sẽ kiêng kỵ một chút, chứ ba tên vô dụng trước mặt này thì hắn chẳng thèm để tâm. Tử diên hoa đang cháy trong đan điền từ từ nở rộ, khi hắn cất bước thì 24 cánh hoa đều đã nở hết. Bùm! Kiếm thế đáng sợ ngưng tụ thành uy áp mạnh mẽ, chân áp về phía hắc phong tam sát. Không biết tự lượng sức mình, vẻ mặt ông lão áo vàng khẽ đổi, hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người ba người bỗng chốc hòa làm một. Bùm, hai luồng khí thế khủng khiếp bùng nổ trên bục đấu giá, còn chưa chính thức giao thủ mà khí thế dập dờn đã khiến bục đấu giá kiên cố như sắt vỡ thành từng mảnh. Đoàn, rút lui, mau lui ra ngoài. Bác giác và thủ hạ của ông ta vẫn đang ở trên bục đấu giá chợt biến sắc, không ngừng lùi về phía sau nhưng bọn họ vẫn lùi chậm, có hơn 10 người bị mảnh vỡ nổ ra bắn vào người, lập tức tử vong. Người nghĩ ba chúng ta sẽ bị kiếm thế nghiền nát như tên vô dụng bắc xác kia sao? Nhìn kiếm thế đã tản ra của lâm nhất, ông lão áo vàng cười nhạo, giết hắn. Bùm! Hắc phong tam sát tung hoành ở quận Thanh Dương đã nhiều năm nên rất ăn ý, khí thế luân phiên trồng lên nhau giống như dãy núi trùng điệp, cường hãn hơn khí thế của bắc giác rất nhiều. Trong lần giao chiến đầu tiên, bọn họ chiếm rất nhiều lợi thế nhưng sẽ thật sự như bọn họ muốn sao ta còn chưa làm nóng người đâu khóe miệng lâm nhất hơi nhếch lên vẻ mặt diếu cợt linh nguyên trong cơ thể dâng trào kiếm thế tản ra chợt hóa thành long uy và hổ uy phong tòng long vân tòng hổ phong vân hội tụ long hổ sinh uy có tiếng rồng và hổ gầm uy lực trên người lâm nhất đột nhiên bạo phát trong phút chốc khí thế hợp nhất của ba người kia hoàn toàn bị ngăn lại sau đó hắn không ngừng ép tới gần. Bất diệt kim cương ấn. Sau khi ngăn được khí thế của đối phương, Lâm Nhất lạnh lùng nhìn ba người đang lao tới, không chút do dự, mười ngón tay đan vào nhau, tạo thành ấn ký cổ. Khi ấn ký thành hình, kim cương ấn rực rỡ trói mắt nở rộ từ hai tay hắn. Kim cương như thế nào, bất động như núi, bất diệt như lửa, không giận mà uy. Sức mạnh cuồng bạo dâng trào từ hai bàn tay khiến Lâm Nhất thầm giật mình, không ngờ sau khi Tử Diên kiếm quyết lên đến tứ trọng, năng lượng mà Bất Diệt Kim Cương ấn ngưng tụ ra lại đáng sợ như vậy. Hắn cảm nhận được ấn ký giữa hai tay mình như mang theo cả ngọn núi lửa sắp phun trào bất cứ lúc nào. Nếu còn không vung ra sẽ khiến hắn bị thương. Vẻ mặt Lâm Nhất lộ ra một tia mệt mỏi, hắn quát lên "Cút!". Sức mạnh dâng trào bùng nổ dữ dội, kim mang hình tròn màu vàng như ngọn lửa cháy, mang theo lửa giận của Bất Diệt Kim Cương, quét về phía Hắc Phong Tam Sát với khí thế bá đạo nguy hiểm. chương 385, đảo ngược. Đồng tử của ba lão già co rút lại, vội vàng thi triển nhiều biện pháp để ngăn lại kim quang đang đánh tới. Toái sơn quyền. Phá không ấn. Phệ tâm trưởng. Ba sát chiêu cùng lúc được thi triển, nhưng tốc độ của điên cuồng lao tới của bất diệt kim cương ấn quá nhanh, giống như tia chớp rồi lại như một tia cực quang. Võ kỹ mà hắc phong tam sát đột một thi triển, chưa kịp thể hiện uy thế đã lập tức bị đánh tan. Dầm, sức mạnh cuồng bạo phá hủy võ kỹ của ba người uy thế không hề giảm đánh mạnh vào nhóm ba người kia phụt ba lão già đồng loạt phun ra máu cả người bị đánh bay đi chút bản lĩnh này cũng đáng xấu hổ quá đấy hai tay thi triển bất diệt kim cương ấn uy lực sót lại còn chưa tiêu tan lâm nhất đã nắm chặt hai tay thành quyền hắn tiến tới từng bước hắc phong tam sát vừa mới ngã xuống đất là đã thấy lâm nhất đang từng bước lại gần trong lòng không khỏi tức giận khi ba người muốn ra tay, khuôn mặt liền lộ ra vẻ cực kỳ thẳng thốt, hoàn toàn chết lặng. Lâm Nhất chạy tới, trong lúc đến gần, long ẩn rồi lại hổ gầm, long ngâm thì hổ lui. Chốc lại biến thành hổ bộ, chốc lại biến thành long bộ, thật thật giả giả, giả giả thật thật, mỗi bước đi đều có khí thế hùng hổ, tích tụ từng bước, cứ từng bước như thế, tràn đầy khí thế, uy danh khó lường. Long hành hổ bộ, lại là long hổ quyền ngày đó Bạch Lê Hiên cũng bị một quyền này đánh bay. Những võ giả xung quanh đang chú ý đến Lâm Nhất đều ngạc nhiên, bộ pháp mà Lâm Nhất thi triển chính là Long Hổ quyền nổi tiếng của Đại Tần Đế Quốc. Ngày đó ở Thanh Dương Giới, dưới mắt mọi người, Lâm Nhất ra tay nhanh như chớp, chặt đứt trường kiếm chín chuôi của Bạch Lê Hiên. Cuối cùng hắn thi triển thế Long Đằng Hổ Diệu, một trường đánh bay Bạch Lê Hiên khiến cho rất nhiều võ giả tiên thiên đều kinh ngạc không thôi. Bây giờ chỉ tầm nửa tháng không thấy, Lâm Nhất bước đến, hắn đã nắm giữ được ý cảnh thuần thục hơn nhiều. Thậm chí còn có người đếm thầm từng bước, rõ ràng trong lòng rất mong chờ, với thực lực của Lâm Nhất bây giờ, sau 9 bước, Thế Long Đằng Hổ Diệu biến hóa sẽ khiến người khác chấn động như thế nào đây? Một bước, hai bước, ba bước. Khi đếm đến bước thứ 9, một rồng một hổ, hai bóng dáng cùng xuất hiện sau lưng Lâm Nhất. Trong chốc lát, rồng cuộn hổ ngồi, có khí thế cắn nuốt sơn hà, Lâm Nhất bay lên trời dưới khí thế đỉnh phong, quyền trưởng trong tay lâm nhất, mang theo uy lực còn sót lại của bất diệt kim cương ấn, nện mạnh xuống. Rào. Trong chớp mắt, hai bóng hình một rồng một hổ đằng sau lâm nhất như thực như ảo. Trung quấn lấy tay của lâm nhất, giao nhau, không ngừng xoay tròn. Cuối cùng long hổ đụng nhau, dũng mãnh tràn vào quyền trưởng của lâm nhất. Âm âm âm. Một quyền xuất ra, khí thế ngất trời, cả phòng đấu giá cực lớn dưới sức ép của quyền trưởng này, khiến mọi người sợ hãi kêu lên, mặt đất đột nhiên nổ tung, vô số bản ghế nát thành mảnh vụn, bay tứ tung trên bầu trời. Quảng trường phía bắc trở nên hỗn loạn, rung lắc dữ dội, cả quảng trường như sắp nổ tung. Hắc phong tam sát đứng trước mũi sao, bị quyền trưởng tấn công chính diện, sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt. Đột nhiên, có vài người hiểu ra vì sao trước đây bác giác hỏi lâm nhất luyện công pháp gì. Long hổ quyền dù nổi tiếng, nhưng nếu ở trong tay một tên tiểu tử tiên thiên ngũ khiếu thì có thể đáng sợ đến mức nào chứ? Cho dù là công pháp siêu phẩm tiên thiên hiếm thấy nhất nhưng tuyệt đối không có khả năng đáng sợ như vậy. Khả năng duy nhất chính là mọi công pháp mà hắn tu luyện sớm đã vượt qua cảnh giới tiên thiên. Hiểu được rồi thì có thể làm gì chứ? Thế vừa thành là đã có ma lực khí nuốt sơn hà, lại còn có công pháp viễn cổ là tử diên kiếm quyết. Một quyền này, uy mãnh cỡ nào chứ? Ngay khi quyền trưởng được đánh ra, ông lão áo vàng đã trúng trưởng ngay tại chỗ, lục phủ ngũ tạng nổ tung trong nháy mắt, ông ta phun ra một mảnh vụn chứa nội tạng. Hai lão già tu vi thấp hơn còn lại chỉ bị dư âm chấn động, khí huyết cũng nghịch lưu, linh nguyên hỗn loạn, ngũ tạng dối lên. Khô mộc phệ tâm, ông lão áo vàng bị trúng ngay một trưởng, ánh mắt lóe lên tia hung tàn, đồng thời đánh ra một trưởng. Chỉ thấy quyền trưởng của ông ta thâm nhập vào từng nhánh cây khô màu đen, đánh vào ngay trước ngực Lâm Nhất. Từng cành cây khô héo giống như sâu độc, liều mạng chui vào ngực Lâm Nhất. Lâm Nhất cảm nhận được nguy hiểm, nếu như để từng nhánh cây khô này đâm vào ngực, trái tim của hắn sẽ bị nuốt chừng. Muốn chết à? Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, hai tay đan vào nhau, chỉ nghe một tiếng rắc, hắn đã bẻ gãy cánh tay của đối phương. Lâm Nhất nắm lấy cánh tay, giật mạnh lại, cây khô rút ra từ ngực hắn, mang theo chút máu tươi. Đại ca hai lão già còn lại thấy ông lão áo vàng bị lâm nhất đánh gãy tay rồi trưởng bay thì vẻ mặt hoảng sợ, không quan tâm đến khí huyết sôi trào trong cơ thể, muốn xông lên tấn công lâm nhất. Ngưng khí thành mũi nhọn, đạn chỉ thần kiếm. Hai ngón cái ấn vào đầu ngón giữa, tử diên hoa nặng nề trong cơ thể lâm nhất chậm rãi xoay tròn. Chỉ xoay tròn nửa tắc thôi linh nguyên tiên thiên trong cơ thể như đang sôi trào, kiếm thế liều lĩnh, điên cuồng lao về phía hai lòng bàn tay. Vèo. Trong nháy mắt, đạo kiếm màu tím giống như thật mang theo tiếng xé gió chói tai lao đi. Hai ông lão đang xông lên cứu viện, quay đầu nhìn lại, tầm mắt đột nhiên tràn ngập đạo kiếm quang màu tím chứa đầy. Bùm! Còn chưa kịp phòng bị, hai đạo kiếm quang đã đâm xuyên qua lồng ngực, chém bay hai người. Chết đi! Cơn đau xé rách tim gan ở lồng ngực, nhắc nhở lâm nhất rằng ông lão áo vàng đáng sợ thế nào. Vừa rồi hắn đã chiếm được ưu thế, rồng cuộn hổ trồm, một trường khí nuốt sơn hà đánh đối phương gần chết nhưng đúng lúc đó thiếu chút nữa đối phương đã đảo ngược tình thế một ý niệm sinh ra sát khí cuồng bạo nổi lên âm um, lâm nhất không hề do dự bay lên bổ sung thêm một quyền lên người ông lão áo vàng đang gãy tay và trọng thương một trường này đấm ngay chính giữa ngực ông lão áo vàng kiếm kình niên cuồng lao vào trong cơ thể đối phương cứu cứu ta ông lão áo vàng còn chưa nói hết câu mấy chục tia kiếm quang đã bắn ra từ cơ thể, cả người nổ tung thành một đống máu loãng. Hừ, mái tóc dài tung bay trong gió, lâm nhất giống như sát thần tuyệt thế, đáp xuống đất hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thoáng liếc qua hai ông lão bị kiếm quang xuyên qua vừa mới bỏ dậy. Hai ông lão vừa nhìn thấy ông lão áo vàng bị giết, lập tức sợ hãi run rẩy. Khi nhìn thấy Lâm Nhất khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn về phía mình. Bịch, hai ông lão còn lại của hắc phong tam sát hoàn toàn sụp đổ, kéo lê thân thể trọng thương, cùng quỳ dạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Lâm công tử, hai lão già chúng ta mắt mù không thấy thái sơn, tha cho chúng ta đi. chương 386, bao vây. Lâm công tử, hai lão già chúng ta mắt mù không thấy thái sơn, tha cho chúng ta đi. Ông lão áo vàng bị một trưởng của Lâm nhất đánh cho chết thảm. Hai mắt họ mở trừng trừng nhìn đại ca của mình bị kiếm khí xuyên qua ngay trước mắt, nổ thành một vũng máu. Đối với hai lão già Hắc Phong Tam Sát còn lại, đả kích này thật sự quá lớn, cảm giác kinh khủng đó không có lời nào có thể diễn tả được. Thêm vào đó là vết thương do đạn chỉ thần kiếm đả thương, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều, hai đòn tấn công đã khiến hai lão già sợ mất mật. Hai người thấy Lâm Nhất quét mắt qua đã ngay lập tức sợ đến mức quỳ xuống đất, run như cầy sấy thậm chí còn có người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Nhất. Quảng trường phía Bắc yên tĩnh như chết. Không ai ngờ được rằng, Hắc Phong Tam Sát tung hoành nhiều năm trong quận Thanh Dương lại bại dưới tay một thiếu niên. Hơn nữa còn là thất bại thê thảm, phải quỳ xuống đất xin tha. Đầu gối Nam Nhi có rát vàng, quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, sao có thể dễ dàng quỳ xuống như thế? Đám đông có mặt không ngừng bàn tán, đây đúng là người thật việc thật, chính là cường giả bán bộ huyền quan có tiếng xấu ở quận Thanh Dương. Hôm nay họ lại có kết cục như vậy, đúng là khiến người khác khó có thể tin được. Dù là nửa khắc trước, cũng không có ai tin Hắc Phong Tam Sát sẽ phải quỳ trước mặt Lâm Nhất như thế. Đặc biệt là người chủ trì của phiên đấu giá Bắc Giác, tên này chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu như gã không biết khó mà lui thì người quỳ xuống đất xin tha có thể chính là gã nói đến đó lại khiến người ta phải thổn thức. Nhưng với Hắc Phong Tam sát sống hơn nửa đời người, sĩ diện đã không còn là thứ quan trọng nữa, chỉ cần còn cái mạng để sống thì cái gì cũng có thể làm được. Trong thanh dương giới, Hắc Phong Tam sát này bị lâm nhất quát lui chỉ bằng vài ba câu. Có thể tưởng tượng, ba lão già này là loại người như thế nào, chẳng qua chỉ là loại mềm nắn rắn buông, miệng hùm gan sứa mà thôi. Tự phế tu vi, để lại túi chữ vật rồi cút đi là được. Ánh mắt của Lâm Nhất lạnh lùng, vẻ mặt không lộ ra biểu cảm thản nhiên nói: "Ác quá, tự phế tu vi, đối với Hắc Phong Tam Sát, việc này còn khó chịu hơn là thẳng tay giết bọn họ." Hai ông lão quỳ xuống đất hoàn toàn không thể chấp nhận được, hoảng hốt nói: "Lâm công tử, hai chúng ta bằng lòng hai tay dâng lên túi chữ vật, mỗi người chặt đứt một cánh tay. Từ nay về sau, tránh xa khỏi Đại Tần Đế quốc, tuyệt đối không gây chuyện với Lâm công tử nữa." Vừa nói hai lão vừa lấy túi chữ vật ra ném về phía lâm nhất răng rác vừa dứt lời hắc phong song sát cắn răng chặt đứt cánh tay trái trong chốc lát máu phun ra hiện trường nhuốm đầy không khí tàn bạo hiển nhiên họ chịu chặt đứt cánh tay hai lão cũng không có tự tin không dám đối đầu với lâm nhất nữa quyết tâm này đã được thể hiện bằng thái độ thế nhưng nếu là lâm nhất có thể gật đầu tha cho hai người đi thì so với việc tự phế tu vi Tự chặt đứt một cánh tay rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Cút đi! Nếu như tiếp tục thúc ép, chỉ e rằng hai người họ sẽ phản công, muốn đồng quy vô tận với hắn. Chặt đứt cánh tay đã đủ trừng phạt rồi, cũng sẽ không uy hiếp gì được hắn. Đã đến bước này, Lâm Nhất cũng không muốn đuổi cùng giết tuyệt hai lão già này nữa. Đa tạ Lâm công tử. Hai lão già như chút được gánh nặng, ôm lấy cánh tay bị chặt đứt, hoảng sợ bỏ chạy về phía xa. Sau khi cất túi chữ vật trên mặt đất của Hắc Phong Tam Sát, Lâm Nhất quét mắt về phía huyết long mã. Huynh đệ đã phải chịu khổ rồi. Nhìn thương thế trên người tiểu hồng, Lâm Nhất thở dài, tiến lên cởi sợi dây trên người nó. Đung đưa. Huyết long mã thấy Lâm Nhất thì cực kỳ hưng phấn, muốn lật thân đứng lên như trước, nhưng kết quả lại bị đau, nên ngã xuống. Kim Diệm Tông bàn chuyện, ai không có phận sự thì lui ra ngoài. Huyết vân môn ở đây, nếu không muốn chết thì cút hết ra cho ta. ầm ầm ầm. đúng lúc đó tiếng vó ngựa vang lên từ đằng xa. cường giả của kim diệm tông và huyết vân môn cưỡi ngựa lao tới. quảng trường phía bắc to lớn như vậy ngay lập tức bị cường giả của hai đại tông môn chiếm giữ, phòng đấu giá bị bao quanh không một kẽ hở. còn chưa kịp thở, những võ giả khác trong phòng đấu giá đã thay đổi sắc mặt, nhao nhao chạy trốn. hai đại tông môn bày ra cục diện thế này, ai dám dừng lại? veo veo veo. Trên những tòa nhà cao của quảng trường phía Bắc, từng bóng người lạnh lùng đáp xuống. Họ dương cung, bắn tên, kéo dây, từng cây huyền cung, dựng vào huyền thiết tạo thành mũi tên, tất cả đều được kéo thành hình trăng tròn. Cường giả tiên thiên của Kim Diệm Tông và huyết tông môn chiếm chỗ trên những tòa lầu cao, phong tỏa lâm nhất đang ở trên đài không để lộ kẽ hở nào. Đến nhanh thật đấy. Lâm nhất nhìn qua, cường giả của hai đại tông môn dường như đã dốc toàn bộ lực lượng người cầm đầu rõ ràng là mai tử hỏa và huyết đồ bên cạnh bọn họ là bốn năm tên cường giả bán bộ huyền quan huyết đồ nhìn về phía lâm nhất ánh mắt tràn đầy sát khí không nói nhảm một câu nào lạnh lùng nói bắn tên bên còn lại mai tử hỏa cũng lạnh lùng như vậy giơ tay lên bắn xoẹt xoẹt hàng trăm mũi tên đều phát ra tiếng xé gió chói tai bắn về phía lâm nhất mỗi một mũi tên đều có phong mang sắc nhọn tia sáng lạnh lẽo ác liệt để so sánh thì trận mưa mũi tên này giống như một đòn tấn công mạnh nhất của cường giả tiên thiên thất khiếu. Mũi tên bắn ra từ huyền công thì dù có là cường giả bán bộ huyền quan cũng không dám coi thường. Hai đại tông môn biết được tung tích của Lâm Nhất liền lấy ra tất cả bảo tiến huyền cung trong đáy hòm. Họ không hề nghĩ rằng sẽ để cho hắn một con đường sống. Mũi tên như mưa răng khắp trời, trong nháy mắt, Lâm Nhất mắt nhìn xung quanh, hai tay nghe ngóng, thân hình né tránh, hai tay không ngừng oanh kích chương 387, kiếm táng danh hoa. Mũi tên hoặc là gãy vỡ, hoặc cắm xuống mặt đất, kêu vù vù không ngừng, hoặc là bị lâm nhất chặn lại ngay, không mảy may làm hắn bị thương. Một lúc sau, vài đợt mưa tên rơi xuống. Mũi tên chi chít kèm theo tiếng xé gió xuyên thủng không trung vang lên không ngừng, bắn phòng đấu giá vốn đã lung lay sắp đổ thủng thành trăm lỗ, sau vài đợt mưa tiến, cả phòng đấu giá đều trở nên không nguyên vẹn chỉ trừ bức tường phía sau lâm nhất bắn chết tên xúc sinh kia, giết chết huyết long mã kia cho ta. Huyết đồ thấy không bắn chúng lâm nhất thì trở nên giận dữ, chỉ vào huyết long mã lớn tiếng mắng. Người bắn cùng lập tức thay đổi mục tiêu, từng đợt mũi tên bắn về phía huyết long mã đã ngã xuống. Đáng chết! Lâm nhất sắc mặt lạnh băng, xoay người trực tiếp dùng thân mình che chắn cho huyết long mã. Lôi viêm chiến thể lập tức được kích hoạt, từ trên người hắn phát ra ánh sáng màu tím, chặn tất cả mũi tên trên thân mình keng 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 mũi tên xuyên qua không trung tàn nhẫn đáp rơi vào lâm nhất phát ra âm thanh va chạm kim loại giòn vang cảnh tượng như vậy khiến người xem hít một hơi lạnh lâm nhất này thật sự là điên rồi chỉ vì con yêu thú mà lại liều mạng như thế tiếp tục bắn tên xúc sinh này thành tổ ong vò vẽ cho ta để ta xem lôi viêm chiến thể của hắn có thể chống đỡ được bao lâu vẻ mặt của huyết đồ dữ tợn khóe miệng hắn ta nở nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng nói Lâm Nhất nhào lên thân huyết long mã, để mũi tên tùy ý rơi vào người, nghiến răng nghiến lợi, hắn nhắm chặt mắt, không nói một câu nào, hắn chỉ nghe thấy tiếng gió. Vù. Khi tiếng xé gió sau lưng hơi dừng lại, Lâm Nhất mới lợi dụng lúc cung thủ thay đổi mũi tên. Hắn đột một quay người lại, đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra. Ngọn lửa màu đỏ lượn lờ trong mắt kèm theo sát khí lạnh lẽo, khiến cho cường giả Tiên Thiên của hai tông môn dừng lại. Động tác kéo cung của cung thủ dưới ánh nhìn chăm chăm của Lâm Nhất cũng chậm lại một chút. Bắn tên, bắn tên. Huyết đồ nhìn vẻ mặt của Lâm Nhất, cảm thấy ớn lạnh một cách khó hiểu, hắn ta lớn tiếng quát lên. Hồng hộc, một đợt mưa tên mới, lại bắn về phía Lâm Nhất. Người kiếm hợp nhất, bán bộ kiếm ý. Vẻ mặt Lâm Nhất lạnh lùng, kiếm thế ngưng tụ lại trên người, một cỗ kiếm ý bộc phát từ lông mày của hắn. Keng, những mũi tên lao trên không, dưới kiếm ý này, run lên, giống như có một tầng gợn sóng vô hình ngăn lại làn mưa tên đang răng khắp bầu trời. Nửa đời, lục bình trôi theo nước, một đêm mưa lạnh táng danh hoa. Hồn như bông liễu tàn theo gió, người đi ta ở đã hai thu. Cơ thể lâm nhất chấn động, kiếm ý kích động, quần áo xốc lên, tóc dài tung bay trong gió, táng hoa kiếm bay ra từ trong hộp. Lâm nhất đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, mưa thu nương theo thân kiếm, lướt qua trước mắt hắn. Đẹp như đóa sen trên mặt nước, mỹ nhân như đóa hoa, một thanh trường kiếm trôn dưới đóa hoa đẹp nhất trong vườn. Bùm, táng hoa ra khỏi vỏ, kiếm ý dâng trào, trong nháy mắt đánh vỡ những mũi tên trên không trung. Kiếm ý hỗn loạn càn quét ra, tất cả dây cung, huyền cung trong tay cường giả của hai tông môn trong nháy mắt vỡ vụn. Phụt, cung thủ cầm cung phun ra một ngụm máu, nhiều người từ trên mái nhà rơi xuống đường đường là bá chủ tông môn của quận thanh dương lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy để đối đầu với tại hạ mai tử hỏa huyết đồ hai người không dám đứng ra giống như người đàn ông chân chính sao lâm nhất sơ kiếm ra phía trước khóe miệng nở nụ cười châm chọc ánh mắt lạnh lùng nhìn vô số cường giả của hai đại tông môn sắc mặt của mai tử hỏa và huyết đồ lập tức trở nên khó coi hai người đều nổi tiếng ở quận thanh dương trong đám trẻ không ai có thể địch lại chưa từng bị sỉ nhục như vậy nếu là thường ngày thì trong cơn thịnh nộ, bọn họ đã đứng ra ngoài. Nhưng hai người từ lâu đã biết thực lực đáng sợ của Lâm Nhất, dù lúc này trong lòng có tức đến đâu cũng phải nhịn. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng à, huyết vệ đâu? Vẻ mặt của huyết đồ lạnh lùng, hắn ta quát một tiếng. Có tại hả? Xoạt xoạt xoạt. Trong đám cường giả của huyết phân môn, một đám người đi ra, cả người mặc áo đỏ, dẫn theo cường giả tiên thiên lục khiếu đeo mặt nạ quỷ không một ai ngoại lệ, trên người ai cũng mang theo sát khí nồng đậm. Trong ánh mắt của bọn họ chỉ là sự lạnh lẽo, không hề có cảm xúc nào. Kim Diệm Tông, tử sĩ nghe lệnh, bắt lâm nhất, bất kể sống chết. Mai tử họa khô tay một cái, một đám người mặc áo đen, tử sĩ mặt không biểu cảm của Kim Diệm Tông lặng lẽ bước ra từ bóng tối. Trong chớp mắt, hàng trăm tên tử sĩ được Kim Diệm Tông và huyết vân môn bồi dưỡng bước ra. Mang theo sát khí lạnh lùng, nắm binh khí trong tay tiến về phía Lâm Nhất. Vù vù, với sự xuất hiện của tử sĩ hai bên, không khí ở quảng trường phía bắc đột nhiên giảm xuống. Sát khí lạnh như băng, như sương nhanh chóng tản ra. Lạnh quá, hai đại tông môn này đúng là bất chấp tất cả, hôm nay chỉ sợ Lâm Nhất phải chịu thiệt thật rồi. Đúng là mới nghe lần đầu, hai đại tông môn đối đầu với một cường giả tiên thiên ngũ khiếu mà lại phải cẩn thận như vậy. Ha ha, không cẩn thận sao được vừa rồi không phải ngươi cũng không thấy kết cục của hắc phong tam sát. Loại người như lâm nhất, một là không đụng vào, một khi động thủ thì chắc chắn không thể cho hắn cơ hội lật mặt, hai đại tông môn đã quyết tâm phải giết chết hắn rồi. Vô số võ giả tiên thiên từ xa đang đứng nhìn chiến trường đều cảm thấy ớn lạnh, không rét mà run. Cái gọi là tử sĩ, tất cả đều há quyết tâm sẽ phải chết, chỉ cần có cơ hội thì có thể đồng quy vô tận với hắn bất cứ lúc nào. Những người như vậy, cho dù là cường giả bán bộ huyền quan chắc chắn cũng không muốn động vào chút nào. Để bồi dưỡng một tử sĩ thì phải trả một cái giá rất đắt. Không đến lúc bất đắc dĩ thì chắc chắn sẽ không tùy tiện dùng bọn họ. Nhưng hôm nay hai đại tông môn này lại điều động tất cả tử sĩ trong nội môn. Giết! Tiếng kêu vang lên. Lưới kiếm trong tay tử sĩ đều đồng thời được rút ra khỏi vỏ, sát ý lạnh lẽo giống như cái lạnh của mùa đông. Theo lưới kiếm được rút ra khỏi vỏ cuồng bạo quét về mọi hướng khiến mọi người đều run lẩy bẩy xương cốt dường như đóng băng bùm nhưng đúng lúc đó bức tường phía sau lâm nhất lại nổ tung mà không hề báo trước vô số bóng người mang theo khí thức bạo ngược xuyên thủng tường thành cao ngất tuôn ra như thủy triều trong bụi đất cuồn cuộn đệ tử quang minh khắc nghe lệnh hôm nay ai động đến lâm nhất thì chính là địch nhân của minh diệp giết chết bất luận tội giọng nói vang dội của minh diệp vang lên giống như tiếng sấm đinh tai nhức óc chương 388, tiềm chất yêu nghiệt. Đệ tử Quang Minh các nghe lệnh, hôm nay ai dám động đến lâm nhất thì chính là kẻ địch của Minh Diệp, giết không cần hỏi. Âm thanh vang vọng như sấm rền phát ra từ miệng Minh Diệp, khiến người nghe đinh tai nhức óc. Cường giả tiên thiên đến từ Quang Minh các dưới sự dẫn dắt của Minh Diệp mạnh mẽ xông lên, ngăn trước người lâm nhất, không chút e ngại khi đối mặt cùng tử sĩ của huyết vân môn và kim diệm tông trong hơn một ngàn đệ tử quang minh các có hơn 200 võ giả tiên thiên khoác trên người kim sắc huyền giáp. Bọn họ đồng loạt rút kiếm, boang. Tiếng kiếm rung lên, tia sáng lạnh chợt lóe mũi kiếm vô cùng sắc nhọn, dưới ánh mặt trời càng thêm trói mắt. Mỗi một thanh kiếm đều là huyền khí trung phẩm đã đạt đến đẳng cấp cao nhất. 200 thanh kiếm cùng là huyền khí trung phẩm đỉnh cao đồng loạt rút ra. Kiếm thế dày đặc hình thành một bức tường kiếm sắc bén không lọt gió, chắn ở phía trước, khiến người xem vô cùng kinh ngạc. Kiếm thế thật đáng sợ. Chỉ một phân đà mà đã có thực lực mạnh đến vậy ư? Ta không nhìn lầm đấy chứ, 200 chuôi huyền khí trung phẩm đỉnh cao, căn cơ của Quang Minh Các rốt cuộc thâm sâu đến mức nào? Với tư cách là một trong tam đại tông môn bá chủ của quận Thanh Dương, so với Kim Diệm Tông và Huyết Vân Môn, Quang Minh Các rất ít khi ra mặt. Bọn họ hiếm khi phô bày thực lực chân chính, cũng không làm quá nhiều việc khoa trương trong suốt một thời gian dài trong nhận thức của mọi người về thực lực tam đại bá chủ thì huyết vân môn đứng đầu kim diệm tông xếp thứ hai quang minh các chỉ có thể đứng hạng cuối nhưng cảnh tượng ngày hôm nay lại khiến mọi người phải giật mình kinh ngạc số lượng võ giả tiên thiên đột ngột xông lên của quang minh các lại có thể sánh ngang với hai đại tông môn không chỉ thế bọn họ còn có hai trăm lính tinh nhuệ cầm trong tay huyền khí trung phẩm đỉnh cao kiếm thế mạnh mẽ gần như khiến người ta ngạt thở Uy thế được tạo thành từ số lượng lớn huyền khí trung phẩm đỉnh cao đủ đến chấn nhiếp tồn tại vừa bước vào cảnh giới huyền võ. Lui ra sau, Mai Tử Hỏa vào huyết đồ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng quát bảo tử sĩ nhà mình dừng bước. Hiện tại, dù để tất cả tử sĩ của gia tộc liều mạng thì cũng chưa chắc thắng nổi 200 tên võ giả tinh nhuệ của Quang Minh Các. Tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Vốn dĩ tất cả mọi người đều tin chắc rằng Lâm Nhất phải chết, thoáng cái, hắn đã được Quang Minh Các cứu sống. Minh huynh đệ, sao ngươi lại đến đây? Lâm Nhất nhìn về phía đối phương, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ta vừa rời khỏi Thanh Dương giới, vốn định ở lại Thành Thanh Dương tu dưỡng một đoạn thời gian, sau đó mới quay về tông môn. Trong di tích tông phái thượng cổ, ta không thể giúp ngươi, nhưng ở Thành Thanh Dương này, ta có thể cam đoan không ai dám đụng đến ngươi. Ánh mắt Minh Diệp lóe lên tia kiên định, không có ý định lùi bước. Lâm tiểu huynh đệ, trong trận tranh đoạt đài sen ở Thanh Dương giới, Công tử vốn định ra tay giúp ngươi, nhưng đã bị ta ngăn cản, thật sự xin lỗi. Ông lão áo xám khẽ gật đầu với Lâm Nhất, nói bằng giọng áy náy. Lâm Nhất cười nói, không sao, vốn dĩ ta cũng không muốn gây rắc rối cho các ngươi nên mới quyết định tách ra. Minh Diệp, ngươi muốn làm gì? Ngươi định đối đầu với Huyết Vân môn và Kim Diệm tông à? Huyết Đồ giận đến mức muốn nhảy cẳng lên, hắn ta thật sự không ngờ ngay lúc này Quang Minh các lại ra mặt hơn thế nữa còn bất chấp đắc tội hai đại tông môn để bảo vệ lâm nhất. Minh Diệp, người nên biết trong thanh dương giới đã xảy ra chuyện gì. Tên lâm nhất này chính là kẻ thù của hai đại tông môn, hơn thế nữa còn là tử thù, dù ai đến cũng không hóa giải được. Mai Tử Hỏa cũng tức giận không thôi, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Ở quận Thanh Dương, chưa từng có ai dám vơ vét tài sản của Kim Diệm Tông ngay trước mặt mọi người, khiến bọn họ nhận hết thảy mọi nhục nhã, đùa cợt như vậy hai đại tông môn chung một quyết tâm nhất định không buông tha cho lâm nhất dù bất kỳ lý do gì không giết tên lâm nhất này thanh danh của bọn họ vĩnh viễn không cách nào được tẩy sạch vẻ mặt minh diệp lạnh lùng trầm giọng nói ta không biết đã xảy ra chuyện gì trong thanh dương giới ta chỉ biết lâm huynh đệ có ân với ta dù là hy sinh mạng của mình hôm nay ta cũng phải đưa hắn đi khỏi đây trận đấu khẩu sặc mùi thuốc súng Bất kể là phía Kim Diễm Tông cùng Huyết Vân Môn hay phía Quang Minh Các thì cũng đều không có ý thỏa hiệp. Bầu không khí ở quảng trường phía Bắc thoáng chốc trở nên căng thẳng. Hai bên dương cung bạt kiếm, chỉ một lời không hợp, bất kỳ lúc nào cũng có thể xông vào chém giết lẫn nhau. Đây không phải một trận đánh nhỏ, hôm nay, tập trung ở quảng trường phía Bắc chính là tam đại thế lực mạnh nhất quận Thanh Dương. Một khi khai chiến ắt sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, kinh thiên động địa. Đám võ giả đứng từ xa quan sát trận phân tranh này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, bước chân lặng lẽ thối lui. Thật không ngờ chỉ một tên lâm nhất nhỏ bé lại có thể dẫn đến trận huyết chiến giữa ba đại tông môn. Nếu thật sự đánh nhau, e là toàn bộ quận Thanh Dương sẽ rơi vào hỗn loạn, phải mất ít nhất 10 năm mới có thể yên ổn trở lại. Một tên lâm nhất nhỏ bé, người cũng dám nói ra lời như vậy, hắc phong tam sát bị đánh đến mức quỳ xuống đất xin tha, vậy mà ngươi còn nghĩ hắn chỉ là một võ giả tiên thiên bình thường à hắn là gì là yêu nghiệt đấy bạch lê hiên cũng chỉ mới là tiên thiên thất khiếu đó thôi nhưng nếu hắn ta ở đây e là tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ để hắn ta giết có hiểu không chẳng lẽ tên lâm nhất này có thể so sánh với bạch lê hiên căn cơ chưa đủ hiện tại chắc chắn không bằng nhưng dù không cùng cấp bậc với bạch lê hiên thì với thực lực của lâm nhất phóng mắt khắp đại tần đế quốc không thể là một tên tiểu bối vô danh được. Tâm tình của võ giả khắp bốn phía đều sôi trào, cả đám bắt đầu kích động hẳn lên. Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều người đều nhìn ra được Lâm Nhất có tiềm chất yêu nghiệt. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, chắc chắn hắn sẽ danh chấn đại tần, rất có thể trở thành một tồn tại như Bạch Lê Hiên. Yêu nghiệt là như thế nào? Trong vạn người không có một người, trăm năm chưa từng xuất hiện. Nhân vật như Bạch Lê Hiên, đừng nói một trăm năm, dù là mấy trăm năm cũng khó mà tìm được một người. Mà hiện tại, lâm nhất trước mắt bọn họ rất có thể sẽ trưởng thành thành yêu nghiệt như vậy. chương 389, ai dám tranh phong? Tận mắt nhìn thấy yêu nghiệt xuất thế là chuyện khiến người ta kích động nhường nào. Quang Minh các đột nhiên gia nhập trận chiến khiến Kim Diệm Tông và Huyết Vân Môn không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bọn họ tiếp tục hiếu thắng, cố chấp muốn giết Lâm Nhất thì chắc chắn sẽ phải một mất một còn với nhau, rất có thể toàn quân đều bị diệt cũng chưa hẳn giết được Lâm Nhất. Nhưng nếu không ra tay, cứ thế bỏ qua cho Lâm Nhất thì Mai Tử Hỏa và Huyết Đồ cũng không cam tâm. Phút chốc, cả hai rơi vào tình trạng tiến thối lưỡng nan, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Chật chật, Mai Tử Hỏa, Huyết Đồ, hai người các ngươi còn vô dụng hơn so với trong tưởng tượng của ta. Thấy vậy, Lâm Nhất bật cười. Nếu hắn là bọn họ thì đã không kiêng kỵ như vậy người tập võ chỉ mong có thể làm theo ý mình phải có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết có một trái tim dám đối địch với người trong thiên hạ nếu chuyện gì cũng kiêng kỵ thì hắn sẽ không cách nào đến được thành thanh dương như hiện tại nếu không có một trái tim dám đối địch với người trong thiên hạ thì hắn sẽ không cứu nguyệt vi vi cũng không học được kỳ thuật như thôn thiên quyết đồ khốn người có bản lĩnh thì bước ra đi đừng như một con đàn bà chỉ biết trốn sau lưng minh diệp trong lòng hai người bọn họ vốn rất uất ức lại bị Lâm Nhất trào phúng như thế, lửa giận lập tức bùng lên dữ dội. Mai Tử Hỏa chỉ vào mặt Lâm Nhất mà mắng. Lời này nghe có hơi quen thì phải. Lâm Nhất sờ mũi, thản nhiên cười, trước đó hắn từng dùng câu này để chế giễu hai người bọn họ không dám lộ diện. Không ngờ Mai Tử Hỏa lại học được nhanh như vậy. Huyết đồ cũng hùa theo, Lâm Nhất, người ra dáng đàn ông một chút, đường đường chính chính bước ra. Ta cũng có ý đó. Lâm Nhất mỉm cười, mặc dù biết bọn họ cố ý nói khích nhưng hắn vẫn bay vọt lên không, nhảy ra ngoài. Mai tử họa vào huyết đồ sướng sờ, không ngờ lâm nhất lại thật sự nhảy ra. Không chỉ có bọn họ, xa xa, vô số ánh mắt đang chăm chú quan sát trận rằng con này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lâm nhất, Minh Diệp hoảng hốt kêu lên một tiếng. Lâm nhất khoát tay ngăn đối phương lại, cười nói, Minh Huynh đừng vội, ở quận Thanh Dương có thể quen được người bằng hữu như người quả thật không uổng một chuyến này, Hôm nay ta sẽ tặng ngươi thêm một phần lễ vật lớn. Giết hắn! Mai Tử hỏa cùng huyết đồ sực tỉnh, lập tức lộ vẻ vui mừng, hét lên. ầm! Um, sát khí trên người hai trăm tử sĩ lại lần nữa bộc phát, đánh úp về phía Lâm Nhất. Thanh thế tựa như cuồng phong bão tắp cuồn cuộn kéo đến. Tới hay lắm. sắc mặt Lâm Nhất lạnh đi, thầm cười khẩy, hắn duỗi tay ra, phẩy nhẹ kiếm thế khủng bố phát ra từ tấm lệnh bài ô quang trong lòng bàn tay tựa như một ngôi sao nổ tung, bắn ra hào quang trói sáng. Lúc trước, chỉ với tử diên kiếm quyết đệ nhất trọng, một tia chấp niệm do tiền bối lưu lại đã giúp hắn vô địch ở cảnh giới bán bộ huyền quan. Hiện tại, tử diên kiếm quyết tứ trọng cô động linh nguyên tiên thiên không biết có thể kích hoạt chấp niệm của tử diên kiếm thánh phát huy thực lực đến bực nào. Trong lệnh bài ô quang, một bóng dáng màu xám mờ nhạt, lưng vác của kiếm hạp nhảy ra. Lúc bóng người kia hạ xuống trước mặt lâm nhất, 200 trên tử sĩ đang lao đến chỉ còn cách chưa đến trăm mét. Xoạt! Khi hắn đứng lên, một luồng kiếm quang cùng với thân kiếm ra khỏi vỏ, quét ngang toàn trường. Một loạt tử sĩ phía trước đứng mũi chịu sao, còn chưa đợi kiếm quang chém đến, thân thể đã tự nổ tung. Bởi kiếm thế quá mức khủng bố nên cứ thế bị nổ chết. Âm âm âm! Máu tươi bắn tung tóe tựa như pháo hoa nổ tung giữa không trung, Cùng với tiếng nổ là những đóa hoa máu nở rộ một cách thê lương. Khi kiếm khí chém đến, tất cả những tử sĩ phía sau đều bị chém ngang người. Còn chưa hết, sau khi quét ngang 200 tử sĩ, kiếm quang vẫn không dừng lại mà mang theo uy lực khủng bố của sóng thần, tựa như một trận cuồng phong lao thẳng đến chỗ đệ tử Kim Diệm tông và Huyết Vân môn tụ tập. Kiếm quang quá nhanh, đệ tử hai tông không kịp trở tay, chỉ trong chốc lát đã bị trấn đến mức thổ huyết. Bịch bịch Kiếm phong cuồng loạn cuốn bay đám võ giả tiên thiên lên không chung, tiếng hét thảm liên tục vang lên, bọn họ chỉ biết giấy ruộng, không cách nào thoát được. Dù là cường giả bán bộ huyền quan cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, mà ngay cả việc đó cũng là cố hết sức. Cảnh tượng khủng bố như vậy khiến quần chúng vây xem mắt tròn mắt dẹt. Một kiếm, chỉ một kiếm. Bóng dáng màu xám kia chỉ chém ra một kiếm đã có thể tiêu diệt sạch tử sĩ của hai đại tông môn, những cường giả còn lại cũng bị kiếm phong mạnh mẽ thổi bay. Ai dám tranh phong? Trong đầu mọi người quanh quẩn mãi bốn chữ này, thử hỏi ai có thể tranh phong? Ngay cả Lâm Nhất cũng á khẩu, không nói nên lời, tim hắn đập loạn lên. Đây mới là thực lực chân chính, không ai bị nổi của tử diên kiếm thánh trong những năm tháng hoàng kim kia. Giang giác, lệnh bài ô quang xuất hiện vết nứt, sau đó không ngừng lan ra, rồi vỡ nát. Đã sử dụng hết ba lần cơ hội, lệnh bài ô quang cũng hỏng hoàn toàn. Nhưng bóng dáng mờ ảo kia lại không biến mất, mà trái lại còn có vẻ ngưng thực hơn. Một luồng kiếm ý hung hãn mang theo mũi nhọn sắc bén thoáng ẩn hiện, xé rách cánh cửa thời không, vượt qua vô số thế giới mà giáng xuống. Bóng dáng mờ ảo hoàn toàn ngưng thực, một thiếu niên điển trai, lưng vác cổ kiếm hạp xuất hiện trước mặt lâm nhất. Khi hắn vừa xuất hiện, thời gian dường như bị đóng băng, giữa trời đất chỉ có một luồng kiếm ý tựa như liệt diễm hừng hực thiêu đốt trên người hắn. Đáng tiếc, ta còn tưởng phải một thời gian nữa người mới dùng đến cơ hội cuối cùng. Tuy nhiên, vậy cũng tốt, tuổi trẻ vô lo, cũng nên tùy ý một chút, không cần phải chừa quá nhiều đường lui. Kiếm khách trẻ tuổi tựa như trích tiên, mặt mày khôi ngô sáng láng, mỉm cười với lâm nhất. Lúc sắp tan biến, đột nhiên hắn thở dài, hồng trần bao nhiêu hận, đảo mắt hóa hư không. Lúc này, thời gian một lần nữa dịch chuyển. Một tiếng nổ vang lên. Tay chân đám võ giả hai tông bị gió cuốn lên không trung đứt đoạt, vang loạn xả hệt như một nồi canh hầm cách thủy, không một ai còn nguyên vẹn. chương 390, toàn bộ chết hết rồi ư. Thực lực khủng bố của một tia chấp niệm của tử diên kiếm thánh đã hoàn toàn được thể hiện ra sau khi lâm nhất tu luyện tử diên kiếm quyết đến tầng thứ tư. Chỉ xuất ra một kiếm, vỏn vẹn đúng một kiếm đã giết chết một cường giả tiên thiên và trưởng lão bán bộ huyền quan của hai đại tông môn tới thủ tiêu lâm nhất. 200 vị tử sĩ đó chết quá thê thảm, bị nghiền xương thành cho ngay tại chỗ. Về phần mai tử hỏa và huyết đồ, còn cả trưởng lão bán bộ huyền quan đó cũng không khá hơn là bao, cũng không còn được toàn thây. Từ nay về sau, trong thành thanh dương này giờ sẽ không còn phân đà của kim diễm tông và huyết vân môn tồn tại nữa. Nơi này là quận thành, phần đà của tam đại tông môn đạt ở đây đa số đều gần bằng một phần ba thực lực của bản tông, tổn thất lớn như vậy e là trong rất nhiều năm cũng không thể hồi phục lại được. Nếu như Quang Minh các kiên quyết thêm chút nữa, nắm lấy cơ hội này thì chưa hẳn không thể độc bá quận Thanh Dương. Tất, tất cả đều chết hết rồi ư. Minh Diệp chậm rãi đi tới, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, cánh tay cánh chân xương cốt bị đứt đoạn chất thành núi trước mặt, không kiềm chế được mà trở nên run rẩy. Trong quận Thanh Dương cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh vô cùng tàn khốc, cho dù là thảm án diệt môn thì cũng thường xuyên xảy ra. Minh Diệp cũng coi như đã quen nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp thế này rồi, nhưng cảnh tượng hiện tại vẫn mang lại sự chấn động cực lớn cho hắn ta. Sợi chấp niệm của Tử Diên kiếm thánh đó có thực lực vô cùng cường hãn, thực sự để lại ấn tượng quá sâu đậm. Sự chấn động trong lòng Lâm Nhất cũng không nhỏ. Thực lực đáng sợ của lệnh bài ô quang vẫn vượt ngoài dự đoán của hắn một kiếm siêu việt lạ thường đó khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Có điều cho dù như vậy hắn cũng không hề hối hận. Nếu như hắn không sử dụng lệnh bài ô quang để giao thủ với Tam đại tông môn, dù có thể bảo vệ được tính mạng của bản thân thì đệ tử của Quang Minh Các cũng sẽ chết không ít. Người chết như đèn tắt, Minh Diệp tới để giúp đỡ hắn, đương nhiên không thể để những người tới giúp mình phải trả cái giá là cả tính mạng được. Đối với hắn mà nói là không thể chấp nhận. Lâm Nhất gật đầu khẽ nói, Minh Huynh, không thu dọn chiến trường sao. Hiện trường toàn bộ đều là thi thể của hai tông môn, không biết để lại bao nhiêu túi chữ vật, còn cả rất nhiều huyền binh. Tập hợp lại chắc chắn cũng được một món cách xù. Đúng đúng đúng. Minh Diệp bừng tỉnh lại, quay đầu lại nói, mấy người các ngươi mau chóng thu dọn nơi này đi, Minh Thúc, phiền Thúc dẫn người tới hai phân đà tông môn này một chuyến. Tinh nhuệ, tử sĩ, trưởng lão và chủ sự đều đã chết sạch rồi, phân đà của hai tông môn trong thành Thanh Dương chắc chắn chỉ còn lại vườn không nhà trống. Cơ hội như vậy không nắm lấy thì rõ ràng là không được. Lâm huynh đệ, vết thương bên ngoài của ngựa của ngươi nhìn trông khá đáng sợ nhưng trên thực tế thì không nghiêm trọng, thứ khiến nó không thể đứng dậy có lẽ là ba quyền đó của Bạch Lê Hiên, Minh Quang liếc mắt nhìn một lượt, rồi dừng ở huyết long mã đang nằm trên đất không đứng lên được, khẽ giọng thở dài nói. Nhắc đến Bạch Lê Hiên, sắc mặt của Lâm nhất không khỏi trở nên âm trầm, với thực lực huyết mạch cường hãn đến đáng sợ của huyết long mã, ngoại thương quả thực không thể tạo nên công kích trí mạng đối với nó, khiến nó uể oải như vậy được. Lâm Nhất ít nhiều cũng đoán ra tình trạng hiện tại của huyết long mã chắc chắn có liên quan tới Bạch Lê Hiên. Bạch Lê Hiên có thân phận cỡ nào, là thiên tài kiệt xuất yêu nghiệt của Đại Tần Đế Quốc, có thể nói là danh khắp thiên hạ. Với thực lực thất khiếu, đánh ngang tầm với cảnh giới huyền võ bình thường cũng rất có khả năng chiến thắng tu vi và thân phận như vậy mà lại ra tay đê tiện với một con ngựa, khiến Lâm Nhất trong lòng không thể tha thứ. Đừng để ta tóm được cơ hội, món nợ này nhất định phải tính rõ ràng. Nội thương chỉ sợ rất nghiêm trọng, nếu ngươi không ngại thì có thể đến phân đà của Quang Minh Các, phân đà có thuần thú sư, an dưỡng một thời gian chắc sẽ hồi phục lại được, Minh Diệp dừng lại một chút rồi nhìn Lâm Nhất lên tiếng gợi ý. Vậy làm phiền Minh Huynh rồi. Đối với chữa trị cho yêu thú, Lâm Nhất chẳng hề biết gì, giao cho thuần thú sư chuyên nghiệp rõ ràng tốt hơn nhiều. Lâm Nhất bước lên Trấn An một lát xong thì mấy người của Quang Minh Các đi tới đưa huyết long mã lên một chiếc chiến xa rồi trở đi. Nhìn nội thương này e là trong thời gian ngắn không thể hồi phục lại được, hay là Lâm Huynh đệ tới Quang Minh Các ở vài hôm đi. Về phần vấn đề an toàn ta sẽ nhờ phụ thân ta phái trưởng lão cảnh giới huyền võ tới. Minh Diệp hiện tại rất muốn kết giao với Lâm Nhất, có thể giúp đỡ được là sẽ giúp. Tiềm lực bày ra của hắn rất có khả năng trưởng thành một yêu nghiệt, thuyết phục gia tộc phái gia cường giả huyền võ tới có lẽ không thành vấn đề. Lâm Nhất trầm tư giây lát rồi gật đầu đồng ý. Hắn hết sức suy nghĩ cho huyết long mã, cho nó chút thời gian hồi phục, không để lại hậu hoạn về sau. Đi thôi. Hai người cùng với cao tầng của Quang Minh Các cùng đi tới phân đà ở trong thành Thanh Dương. Sau nửa tuần hương, sau khi võ giả Tiên Thiên của Quang Minh Các đều đã toàn bộ rút lui, tại quảng trường phía bắc từng đạo thân ảnh từ bốn phía hiện thân, hạ xuống trường đấu giá. Nhìn đống thi thể máu chảy thành sông mà thần tình chấn động, trong mắt tràn ngập thần sắc khiếp sợ nhàn nhạt. Quá đáng sợ rồi, lâm nhất vậy mà vẫn còn thủ đoạn như vậy, chẳng trách hắn lại dám đơn độc đối đầu với hai đại tông môn. Ta thấy nếu như không phải vì huyết long mã thì cho dù không động dụng món bảo khí đó lâm nhất cũng có thể thoải mái ung dung. Hiện nay phân đà của hai đại tông môn đã gần như bị nhổ tận gốc, Phân chia thế lực trong quận Thanh Dương e là sắp thay đổi lại từ đầu rồi. Quang Minh Các được món hời lớn rồi, sau này rất có khả năng sẽ độc bá quận Thanh Dương. Cho nên nói, cho dù ngươi là tông môn cấp bá chủ cũng chưa chắc có thể làm được quá tuyệt. Chương 391, cười trông như yêu nữ. Đám người xôn xao bàn tán, đồng thời lục soát lại khắp nơi, hy vọng đệ tử Quang Minh Các còn bỏ sót lại thứ gì nếu như có thể nhặt được túi chữ vật của cường giả bán bộ huyền quan cũng coi như được một món gia tài trong rất nhiều cường giả tiên thiên nếu như nói ai là người phiền muộn nhất chắc chắn phải kể tới chủ nhân của quảng trường phía bắc bắc giác có tu vi bán bộ huyền quan là người nghẹn khuất nhất cơ nghiệp khổ sở gây dựng nên chợ đêm khó khăn lắm mới thành lập được hôm nay coi như đã hoàn toàn bị hủy rồi đây vẫn chưa là gì mất một cánh tay mới là đả kích lớn nhất đối với ông ta nếu như có thể cho ông ta lại một cơ hội nữa, chắc chắn sẽ không lựa chọn giúp Hắc Phong tam sát đấu giá con huyết long mã gì đó. Đại nhân, những người này có đuổi đi không? Mấy tay thuộc hạ đi tới, nhìn đám người đang lục lọi khắp nơi ở trường đấu giá, rõ ràng có chút khó chịu. Quang Minh các lục soát một lượt cũng thôi đi, đám người tạp vụ này lại cũng làm như vậy. Bỏ đi, nơi này đã vô dụng rồi, mau chóng thu dọn gia sản, rời khỏi thành Thanh Dương ánh mắt bác giác lóe lên vẻ bất đắc dĩ sâu đậm, ông ta đã ra quyết định rời đi ngay trong đêm. Ông ta mất đi một cánh tay, ngoại trừ tấn thăng lên cảnh giới huyền võ, bằng không tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại thành thanh dương nữa. Ba ngày sau, quảng trường phía bắc đã không còn bóng người, khắp nơi đều là những kiến trúc đổ nát, từ trong quảng trường đấu giá tản phát ra mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, danh tiếng huy hoàng trước đây đã một đi không trở lại hoàn toàn trở thành một vùng đất chết, phóng mắt ra nhìn cũng không thấy bất cứ sinh cơ nào. Rất khó tưởng tượng, ngắn ngủi ba ngày trước, chợ đêm sôi động nhất của thành Thanh Dương lại trở nên thảm trạng thế này. Siêu, ba đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, sau khi đứng vững đều khẽ nhíu mày. Mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cả ba người đều mặc trang phục của huyết phân môn, người cầm đầu là một trung niên, trên người tản ra khí tức thâm sâu khó lường nếu như Minh Diệp ở đây có lẽ sẽ nhận ra người này. Chính là trưởng lão cảnh giới huyền võ quyền cao chức trọng trong huyết vân môn, Diêm Đằng. Con trai của ông ta, Diêm Thiên Thụy, đã chết trong tay lâm nhất, cũng chính ông ta là người đã phát lệnh truy sát huyết sắc. Toàn bộ đều đã chết rồi, thật sự chết hết rồi, không còn một ai sống sót. Thảm quá, hai thuộc hạ bên cạnh Diêm Đằng bịt mũi xác nhận thân phận trong đống thi thể đã thối giữa. Diêm trưởng lão, đây có lẽ là thi thể của huyết đồ sư huynh trong một đống thi thể tàn khuyết một người dừng chân lại lên tiếng nói diêm đằng chỉ liếc mắt một cái không muốn động tay động chân cảm nhận được kiếm ý vẫn chưa tan hết trong không trung ông ta âm thầm kinh hãi truyền thừa của tử diên kiếm thánh thật sự bị tên tiểu tử đó lấy rồi ư xác định tên tiểu tử đó vẫn còn ở quang minh khác chứ diêm đằng không nhắc đến tên của lâm nhất mối thù của con trai không đội trời chung ông ta sợ bản thân không thể kiềm chế được. Chắc chắn, nhưng cường giả cảnh giới huyền võ của Quang Minh Các cũng tới rồi, muốn xông vào phân đà của Quang Minh Các cũng không dễ dàng. Không sao, hắn sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài, thứ ta có là lòng kiên nhẫn. Trong mắt Diêm đằng lóe lên ánh nhìn âm hiểm như rắn độc, thần sắc đó làm cho người ta không rét mà run. Âm âm, đúng lúc này một cỗ thi thể đột nhiên tự dưng rơi xuống, xuất hiện trước mặt ba người. Ai, Diêm đằng biến sắc, với thực lực của ông ta lại không cảm ứng được có người ở đây. Là trưởng lão cảnh giới huyền võ của Kim Diễm Tông. Ba người nhìn dung mạo của chủ nhân thi thể, sắc mặt lập tức thay đổi, nhất là Diêm đằng trong lòng liền giấy lên sự lo lắng. Trưởng lão cảnh giới huyền võ của Kim Diễm Tông chắc cũng giống ông ta, cũng tới để thăm dò tình hình. Thực lực của đối phương so với ông ta chỉ cao chứ không thấp. Nhưng người như vậy lại không biết từ khi nào đã biến thành một cỗ thi thể rốt cuộc là ai, mau ra đây cho ta, đừng giả thần giả quỷ nữa. Diêm đằng trầm mặt, nhìn xung quanh, khí tức trên người không ngừng tích tụ, trái tim như sắp nhảy lên tận cổ họng. Đinh, 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 không ai trả lời ông ta, chỉ có một tràng tiếng tiêu từ bốn phía quảng trường phía bắc đột nhiên vang lên. Trên trời dưới đất không nơi nào là không có, bốn phương tám hướng, không ngừng vang lên. Tiếng tiêu mê người khi thì buồn dai dứt, khi thì kích động lòng người, khi thì câu hồn đoạt phách làn điệu liên tục thay đổi giống như ma âm rót vào tai khiến cho người nghe đau buồn thống khổ hai tên thuộc hạ của diêm đằng bịt chặt lỗ tai sắc mặt dữ tợn mà thống khổ không ngừng kêu rên âm âm sau nửa tách trà khí huyết trong người hai người bắt đầu khởi động cuồn cuộn không ngừng bỗng dưng vô cớ bạo tạc diêm đằng chỉ cảm thấy linh khí trong cơ thể hỗn loạn hỗn loạn đến mức không chịu nổi lục phủ ngũ tạng dưới tiếng tiêu trầm bổng không ngừng quay cuồng tiếng tiêu nhập hồn càng làm cho con người thống khổ, cảm giác đầu như sắp nổ tung ra vậy. Bản thân thực lực cường đại lại như không có sức, hoàn toàn không thể phát huy ra. Đừng thổi nữa, mong tiền bối hiện thân, tha cho tại hạ một cái mạng tàn. Trong lòng Diêm đằng hoảng sợ vô cùng, chớp mắt hiểu ra bản thân đã chọc vào một sự nhân vật khó lường. Nỗ lực giữ cho thần hồn tỉnh táo, lớn tiếng cầu xin tha mạng. Nhưng tiếng tiêu vẫn không ngừng, ngược lại càng lúc càng dày vò lòng người, Diêm Đằng đau đớn đến mức không ngừng quay cuồng trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê thảm thất thanh. Đến lúc này rồi, ông ta đã không còn cầu xin được sống nữa, chỉ mong đối phương cho ông ta chết một cách thống khoái. Bị tra tấn như vậy, kiên trì được đến sau đúng nửa canh giờ, Diêm Đằng trên đất hai mắt trợn trừng, thất khiếu chảy máu, không còn bất cứ sinh cơ nào. Một thiếu nữ áo đỏ trầm rãi hiện thân, dắt ống tiêu ở bên hông. Nhìn Diêm Đằng đã chết đi, mặt không cảm xúc, gương mặt tinh xảo đó giây phút này nhìn trông khiến người ta phải run sợ không thôi. Đường đường là cảnh giới huyền võ mà lại chết một cách mông lung như vậy. Nhất ca ca, đúng là chẳng khiến người ta bớt lo. Hai mắt nữ tử nheo lại, nhìn giống như hai vầng trăng khuyết, hé miệng ra cười, không giống như lâm nhất đã từng được thấy. Gương mặt như cáo trắng, cười trông như yêu nữ. chương 392, tiếp tục tu luyện lôi âm kiếm pháp. Nguyệt Vi Vi vốn đã rời đi hóa ra vẫn chưa đi xa mà luôn âm thầm đi theo Lâm Nhất. Thực lực thể hiện ra khiến người khác chấn động sâu sắc, không rét mà run. Trong thanh dương giới có lẽ nàng ta đã cố ý áp chế Tu Vi xuống nên mới bị cấm chế trong mộ cung đả thương. Nếu như lúc này Lâm Nhất ở đây có lẽ cũng sẽ không cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Trong vực âm phong hắn đã cảm thấy Nguyệt Vi Vi kỳ quái, làm sao mà nàng ta lại có được cấm thuật cỡ như thôn thiên quyết hắn đoán được thân phận thật sự của người con gái này chắc chắn không đơn giản. Có điều rất rõ ràng, Lâm Nhất đang ở phân đà của Quang Minh các chắc chắn không biết đến những chuyện xảy ra ở quảng trường phía Bắc lúc này. Thời gian 3 ngày, hắn đều ẩn náu tu luyện tại Quang Minh các, diễn luyện võ kỹ tiên thiên thượng phẩm, lôi âm kiếm pháp. Dựa theo những gì đồng hồ nói, kiếm pháp này tổng cộng có 5 thức, phân biệt là cuồng phong, lạc hoa, phi lôi, truy nguyệt và thần tiêu. Lực sát thương thập phần đáng sợ, yêu cầu ngộ tính rất cao, khó có người luyện thành. Cho dù là lâm nhất trong một quãng thời gian dài cũng chỉ nắm chắc được hai thức đầu, Cuồng Phong và Lạc Hoa. Uy lực của hai đại kiếm chiêu không tầm thường, thức Cuồng Phong sớm đã được hắn tu luyện đến bước Lô Hỏa thuần thanh, trong vòng một hơi thở có thể chém ra 9981 kiếm, kiếm phong chấn động, trùng trùng điệp điệp, tựa như lôi âm trượt khởi. Kiếm chiêu này dũng mãnh tiến lên, cương mãnh bá đạo, lực sát thương cực kỳ đáng sợ đủ để giúp Lâm Nhất thể hiện vô cùng nguyền nguyễn các ưu thế công pháp của tử diên kiếm quyết. Thức lạc hoa tương đối nội liếm, không giống với sự bá đạo bên ngoài của thức cuồng phong mà đuổi theo ý cảnh nhiều hơn. Nhìn tựa như sắc đẹp nhu nhược nhưng trên thực tế một khi được tập trung khí cơ thì thức này tựa hồ không có khả năng né tránh. Trong nháy mắt hoa rơi điêu tàn, không chết thì cũng bị thương, dùng làm thức tất sát là không thể tốt hơn được nữa. Hai thức đầu lâm nhất đã hoàn toàn nắm chắc thành thục, đạt đến mức độ thu phát tự nhiên, kiếm tùy tâm động rồi. Ba thức sau, phi lôi, truy nguyệt và thần tiêu thì ba ngày này lâm nhất đã phá được trọng điểm. Bốn chiêu đầu của lôi âm kiếm pháp nhìn tựa phong hoa tuyết nguyệt, rất có nhã hứng, không tỏ ra sắc bén, nhưng trên thực tế lâm nhất sớm đã hiểu ra chân ý của kiếm pháp này rồi. Bất luận là phong khiếu như lôi hay là lạc hoa nhất thuấn thì chân ý trong đó đều chỉ có một chữ nhanh. Tấn công bất ngờ, nhanh đến mức khiến cho người khác nghẹt thở, chỉ có thể vội và ưng phó, cuối cùng bị chém một cách cực kỳ không cam lòng. Phi Lôi và Truy Nguyệt lại dựa trên cơ sở hai thức đầu để phát huy chân ý đến cực hạn. Ba ngày nay Lâm Nhất không ngừng nghỉ giây phút nào, đều dành thời gian để luyện kiếm, ngộ kiếm. Công pháp có mạnh thế nào nếu không có kiếm chiêu cũng không thể bày ra uy lực được. Phần Đà Quang Minh Các, tại một sân tu luyện tĩnh mịch, Lâm Nhất đang giao thủ với một con rối nhân tạo. Lâm Nhất cũng không xa lạ gì với con rối nhân tạo tại cơ quan đường của Thanh Vân Môn có rất nhiều con rối dành cho môn hạ đệ tử tu luyện. Nhưng con rối trước mắt đây thì không thể vơ đũa cả nắm mà đem ra so sánh được. Nó là con rối nhân tạo có tu vi bán bộ huyền quan duy nhất của cả phân đà quang minh các, thực lực cường hãn, thậm chí còn có linh tính kiêu ngạo như yêu thú. Cả cơ thể nó đều có đặc tính kim loại đặc thù, thiên tôi chăm luyện mà thành, cho dù một kích đỉnh phong của lâm nhất cũng khó để lại vết thương chí mạng trên người con rối này mấy ngày nay ước chừng chỉ kiên trì được khoảng nửa canh giờ là sẽ thất bại. Con dối phòng ngự quá mức kinh người, trời sinh đứng ở phía bất bại. Dựa theo những gì Minh Diệp nói thì dù cho là trưởng lão bán bộ huyền quan của phân đà cũng rất khó khăn kiên trì được nửa canh giờ. Cuồng phong thức, cổ tay lâm nhất khẽ run lên, kiếm thế toàn thân ngưng tụ thành bán bộ kiếm ý vô cùng sắc bén, chém ra 9981 đạo kiếm quang, cuồng phong giấy lên, đến khi kiếm ảnh trùng điệp, một tiếng lôi âm ầm ầm nổ vang tại sân tu luyện tĩnh mịch này. Suy suy, bước chân không ngừng, hắn liên tiếp chém ra ba kiếm, mỗi kiếm đều ẩn chứa 81 đạo kiếm ảnh, nhìn thì có vẻ chỉ có ba kiếm, nhưng trên thực tế trùng điệp hàng trăm kiếm quang. Táng hoa kiếm đem theo kiếm thế trầm trọng hung hăng chém lên cơ thể con rối, phát ra ba tiếng nổ âm. Ken ken ken, con rối nhân tạo dưới thế tấn công khủng bố này đã liên tiếp lùi về sau hơn 10 bước, bên ngoài cơ thể đầy vết kiếm chém chẳng chịt lại được thêm mấy vết thương mới. Oanh, chương 393, hành động lần này. Trên mặt đất rộng lớn, ngọn lửa cháy hừng hực, nhiệt độ cực kỳ cao. Rất nhiều cành cây khô đang cháy dở, nằm ngổn ngang trên đất với ngọn lửa cháy rực. Có thể đoán được, chắc là trước đó mảnh đất này cũng là nơi cây cối mọc um tùm. Nhưng sau khi liệt diệm kim liên chui vào trong lòng đất độ kiếp thì tất cả đã biến đổi. Bên ngoài ngọn lửa, các võ giả của nhà họ Lưu đều căng thẳng chuẩn bị. Vì hán Kim Liên, Lưu Đằng gần như đã điều động toàn bộ thực lực của cả gia tộc, dốc hết sức đánh một trận. Nghĩ cũng đúng, chỉ cần thành công lấy được hán Kim Liên. Dựa vào những cánh hoa hán Kim Liên đó, nhà họ Lưu sẽ có thể sản sinh ra rất nhiều cao thủ cấp tiên thiên nữa. Sự thịnh vượng của gia tộc có thể giữ vững thêm mấy chục năm. Thậm chí còn có thể phát triển mạnh hơn, chiếm lĩnh các phạm vi thế lực của các gia tộc ở những thành trì rộng lớn xung quanh, tạo ra sự biến đổi về chất. Cành hán kim liên này là cơ duyên mà ông trời ban tặng cho nhà họ lưu của chúng ta, chỉ được thành công, không được thất bại. Lưu đằng hạ giọng nói với vẻ mặt kiên định. Đại ca yên tâm, hiện tại chỉ có nhà họ lưu của chúng ta phát hiện ra tung tích của hán kim liên. Hơn nữa, chúng ta cũng đã sớm phong tỏa tin tức, các thế lực xung quanh sẽ không có ai biết được đâu, nhất định sẽ không có bất chắc một người trung niên đứng bên cạnh ông ta tiếp lời với vẻ khẳng định người này là lão nhị lưu thiên của nhà họ lưu là em trai ruột của gia chủ cũng có tu vi tiên nhiên nhất khiếu chỉ sợ biến cố bất ngờ thôi thế gian đâu có chuyện gì là có thể bảo mật tuyệt đối đâu có điều ta đã chuẩn bị kế sách chu toàn rồi nếu ai dám nhòm ngó đến hán kim liên thì tức là muốn tìm đường chết ánh mắt lưu đằng thoáng vẻ độc ác khiến người ta phải lạnh sống lưng ông ta nói xong thì liếc mắt nhìn sang lưu vân lạnh lùng nói tiếc là thằng khốn này đã làm mất hàn vân thương gia truyền của ta lưu vân rụt rè cúi đầu không dám nói gì đại ca cũng đừng quá lo lắng tên nhóc đó không chạy được bao xa đâu đợi chúng ta giải quyết xong hán kim liên thì sẽ giải quyết hắn lấy hàn vân thương thì đâu có dễ thoát vậy được ầm um, lão nhị của nhà họ lưu vẫn chưa dứt lời thì mặt đất đột nhiên rung chuyển mặt của ba ông già mặc áo đen lập tức biến sắc ánh mắt ai cũng thoáng vẻ kỳ vọng đến rồi. Xoạt, trong phạm vi mấy ngàn mét, lửa trên mặt đất đột một tập trung về một điểm. Ngàn vạn ngọn lửa tập hợp lại khiến mặt đất dường như xuất hiện một mặt trời lớn giữa không trung, ánh sáng chói lóa, rất thu hút. Chỉ có điều, chớp mắt thì ánh sáng chói mắt đó đã biến mất, không thấy đâu nữa. Thay vào đó, xuất hiện trong mắt mọi người là một cành liệt diệm kim liên đang phát ra ánh sáng vàng kim lấp lánh. Hán kim liên, ánh mắt lưu đằng sáng rực lên, ông ta không kiềm được mà thốt lên. Không khí có dày đặc linh khí thuộc tính hỏa khiến mọi người ai cũng thấy khát khô cổ. Mặt đất không có lửa nhưng nhiệt độ lại rất cao, ửng đỏ một vùng giống như dung nham. Dương cung. Cạch, cạch, cạch. Gần một ngàn võ giả của nhà họ lưu đồng loạt dương cung, đặt lên trên đó những mũi tên lạnh đến bút xương. Bắn. Lưu đằng vô cùng hăng hái, lớn tiếng hét lên. Xoạt. Tiếng tên vút qua trong không khí, cùng lúc vang lên, tên bay dập trời rồi lập tức rơi xuống. U u. -u. Sau khi tên rơi xuống đất, khí lạnh liền tràn lan khắp nơi, vang lên tiếng rẹt rẹt. Những mũi tên cắm xuống đất đều không ngừng rung lên rồi từ từ tan chảy như băng lạnh. Nhiệt độ của mặt đất lập tức giảm xuống. Đúng là đã chuẩn bị không ít. Lâm Nhất đứng trên đỉnh núi phía xa, nhìn thấy cảnh tượng đó thì hơi kinh ngạc. Chắc những mũi tên đó đều được làm từ gỗ băng rồi được ngâm trong suối băng nếu không thì cũng không có được hiệu quả như thế khí thế đó chứng tỏ nhà họ lưu đã chuẩn bị rất đầy đủ nhất thời khiến lâm nhất thấy hơi do dự có nên mạo hiểm hay không đây thực lực mà nhà họ lưu thể hiện ra còn mạnh hơn cả toàn bộ tông môn của thanh vân môn với quan hệ huyết thống thì sự gắn kết của gia tộc này cũng hơn hẳn so với tông môn của hắn xem tiếp coi sao ánh mắt lâm nhất hơi nặng chiếu hắn vẫn không muốn từ bỏ sức hấp dẫn của hán kim liên đối với hắn thật sự rất lớn. ầm um, chính vào lúc đó, hán kim liên cảm nhận thấy có uy hiếp thì lắc lư, lập tức biến thành dáng vẻ của thú giữ thượng cổ hắn bạt. Mặt đất đỏ rực đột một nước ra từng chút. Muốn chạy sao, đâu có dễ như vậy. Lưu đằng cười một tiếng đáng sợ rồi cùng với ông giả áo đen và Lưu Thiên bay lên không chung. Phong tỏa chặt chẽ hán bạt từ ba góc, sau đó không ngừng ép sát bằng uy áp tiên thiên. Soạt, Soạt, soạt. Các võ giả của nhà họ Lưu Đồng loạt tiến lên theo, bắn ra những mũi tên chí mạng từ những góc độ khác nhau. Cung tên được kéo căng, tiếng hét vang lên, vì được huấn luyện bài bản nên ai cũng là cung thủ giỏi. Tiếng vù vù vang lên trong không khí. Dưới sức ép của ba cao thủ tiên thiên, Hán Bạt vẫn vô cùng dũng mãnh, lửa cháy hừng hực khắp người, nó liên tục gầm lên. Sắc mặt của ba người bọn Lưu đằng nặng chịu, có vẻ đang khá tốn sức nhưng cuối cùng hán kim liên chưa đến trăm năm tuổi nên đã không chống cự lại nỗi uy áp của ba cao thủ tiên thiên bị ép lùi về sau từng chút một những mũi tên nhuốm đầy máu độc đồng loạt bắn lên người hán bạc ba người họ đều rất thông minh không đối đầu với hán bạc đang nổi giận mà từ từ di chuyển xung quanh nó lặng lẽ chờ đợi độc tố phát huy tác dụng dáng vẻ rất thận trọng lên kế hoạch quá chu đáo lâm nhất lắc đầu khẽ than thở đám người nhà họ Lưu này đã điều tra cặn kẽ từ trước rất nhiều thông tin liên quan đến hiện thế của Hán Kim Liên. Dự đoán trước được tất cả những khả năng có thể xảy ra nên lúc ứng phó rất chặt chẽ và nhẹ nhàng. Nếu như không có gì bất ngờ thì hán bạt này sẽ từ từ bị bọn họ nghiền chết, cuối cùng thì bỏ liệt diệm kim liên vào túi mình. Giết! Sau nửa nén nhan, khí thế của hán bạt đang giận dữ đã giảm đi đáng kể. Lưu đằng cười nham hiểm rồi tấn công sang, ông lão áo đen và Lưu Thiên cũng lập tức theo sau. chương 394, lựa chọn. Túi chữ vật nặng chịu chứa một lượng lớn tiên thiên đan khiến tim lâm nhất đập rộn lên. Con số kia quả thực quá khổng lồ. Đây là... Vẻ mặt lâm nhất không thay đổi, áp chế sự ngạc nhiên trong lòng xuống, nhìn về phía Minh Diệp và hỏi. 110.000 viên tiên thiên đan. Minh Diệp mỉm cười, nói bằng giọng điệu bình thản. Con số này lớn đến dọa người, có việc gì cần ta giúp à? Con số lớn như vậy khiến Lâm Nhất do dự không dám nhận. Minh Diệp vội nói, không phải, đây là chiến lợi phẩm sau khi vơ vét phân đà của hai đại tông môn. Quang Minh các chỉ phụ trách dọn dẹp nên sẽ lấy một phần, còn lại đều đưa ngươi. Dừng lại một lát, Minh Diệp cười nói, lại nói, trong thanh dương giới ngươi đã giúp ta không ít, ta nợ nhân tình của ngươi vẫn chưa thể trả được. Về tình về lý, 110.000 viên tiên thiên đan này vốn nên đưa cho ngươi. Đã nói đến nước này, Lâm Nhất cũng không còn dối dám nữa, bèn chắp tay nói, vậy ta từ chối thì bất kính rồi. Tuy rằng có được công pháp mạnh mẽ như thôn thiên quyết, thế nhưng âm sát cùng hỏa diễm thuộc tính âm cũng không dễ dàng gặp được. Tu luyện tử diên kiếm quyết cần một lượng lớn tài nguyên, thế nên Lâm Nhất rất cần 110.000 ngàn viên tiên thiên đan này. Cộng thêm 20.000 viên tiên thiên đan trong túi chữ vật của Hắc Phong Tam Sát, và 20.000 viên lâm nhất sẵn có, trong tay hắn hiện đang sở hữu 150.000 viên tiên thiên đan. Với tu vi tiên thiên ngũ khiếu của lâm nhất, bấy nhiêu đó có thể xem như một món tài sản kinh người rồi. Khách sáo gì chứ? Thấy lâm nhất không từ chối, ánh mắt minh diệp thoáng qua tia nhẹ nhõm, hắn ta thật sự sợ đối phương không chịu nhận. Đúng rồi, sắp tới người định đi đâu? Với thiên phú của lâm nhất, hơn nữa hắn chỉ mới 15, 16 tuổi mà thôi, chắc chắn thiếu niên này sẽ không nán lại quận thanh dương quá lâu minh diệp cảm thấy rất tò mò không biết đối phương sẽ đi đâu lâm nhất sờ sờ mũi cười khổ nói nói thật ta cũng không biết hay là minh huynh đề xuất một phen xem nếu không có ân oán với bạch lê hiên lăng tiêu kiếm các chắc chắn là lựa chọn hàng đầu thế nhưng hiện tại hắn và bạch lê hiên đã sớm như nước với lửa vốn không thể đến lăng tiêu kiếm các được nữa minh diệp cúi đầu trầm mặc một lúc sau hắn mới nói với vẻ nghiêm túc, danh giới đại tần đế quốc bao la, đã có lịch sử vạn năm, những thế lực hàng đầu quả thật không ít, nhưng có thể được xưng là siêu nhiên Tông Môn chỉ có Lăng Tiêu Kiếm Các, Ma Nguyệt Sơn Trang, Hỗn Nguyên Môn cùng Huyền Thiên Tông. Người không thể đến Lăng Tiêu Kiếm Các được, còn Ma Nguyệt Sơn Trang thì Tông Môn này tương đối đặc biệt, lai lịch cũng có hơi bí ẩn, từ trước đến nay không công khai thu đệ tử. Thế nên, có thể lựa chọn cũng chỉ có Hỗn Nguyên Môn và Huyền Thiên Tông mà thôi không đúng, còn có tần thiên học phủ. Tần thiên học phủ. trái lại, lâm nhất chưa từng nghe nhắc đến tần thiên học phủ này. nguyên diệp giải thích, đây là học phủ do hoàng thất của đại tần đế quốc xây dựng, dùng để áp chế tứ đại tông môn. trải qua rất nhiều năm cũng đã nuôi dưỡng không ít nhân tài kiệt xuất, tài nguyên và căn cơ cũng không tệ. tuy nhiên nhận tài nguyên từ đó thì phải ra sức vì đế quốc, không được tự do như ở tông môn. nói thế thì e là ta cũng không thể đến tần thiên học phủ được rồi. Trên thực tế nếu có thể gia nhập tông môn thì ít có ai bằng lòng đến Tần Thiên học phủ. Đương nhiên, quý tộc hoàng thất cùng con cháu thế gia là ngoại lệ. Minh Diệp ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, theo ta thấy, hay là ngươi gia nhập Huyền Thiên tông đi. Xin lắng nghe. Ngươi cũng biết đó, Long Hổ quyền nổi danh tại Đại Tần đế quốc vốn xuất phát từ Huyền Thiên tông. Ta thấy thiên phú về quyền pháp của ngươi cũng không tệ. Nếu không thể gia nhập Lăng Tiêu kiếm các thì gia nhập Huyền Thiên Tông để bồi dưỡng Long Hổ Quyền cũng là một lựa chọn không tồi. Minh Diệp cẩn thận phân tích cho Lâm Nhất, quả thật khiến hắn được mở mang tầm mắt. Không ngờ Long Hổ Quyền mà hắn đã tu luyện lại là quyền pháp của Huyền Thiên Tông, bỗng chốc Lâm Nhất đã bị khơi gợi hứng thú. Còn nữa, với tư cách tứ đại siêu nhiên tông môn, căn cơ cùng thực lực của Huyền Thiên Tông cũng không kém hơn Lăng Tiêu kiếm các là bao. Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Minh Diệp ngượng ngùng cười, hai chúng ta cũng thú vị thật đấy, nói cứ như muốn tiến vào tứ đại siêu nhiên tông môn là chuyện rất dễ dàng. Nghe vậy, Lâm Nhất cũng bật cười. Tứ đại tông môn có địa vị to lớn, căn cơ thâm hậu. Lãnh thổ đại tần đế quốc vô cùng rộng lớn, chỉ riêng quận Thanh Dương đã gấp mấy lần thiên thủy quốc rồi. Đế quốc có hơn 100 quận phủ, võ giả trạc tuổi bọn họ dùng con số hàng chục triệu cũng tính không hết. Ai cũng đều muốn gia nhập tứ đại tông môn, Cạnh tranh khốc liệt như thế, đương nhiên có thể tưởng tượng được tiến vào tứ đại tông môn khó khăn cỡ nào. Cứ thử nhìn đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các trong Thanh Dương giới thì biết, không chỉ Bạch Lê Hiên, mà tất cả bọn họ đều có phong thái hơn người, thực lực mạnh mẽ. Mỗi một người đều có thể so sánh được với những tồn tại hàng đầu ở quận Thanh Dương như Mai Tử Hỏa và Huyết Đồ. Từ đó có thể thấy được cánh cửa bước vào tứ đại tông môn chắc chắn sẽ cao đến mức không hợp lẽ thường chương 395, cởi bỏ khúc mắc Lựa chọn như thế nào là do Lâm Huynh đệ tử quyết định, có gì cần cứ nói, Quang Minh Các sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình. Minh Diệp mỉm cười, chắp tay cáo từ. Đợi Minh Diệp đi khỏi, Lâm Nhất Thầm cân nhắc. Quận Thanh Dương chỉ là trốn dừng chân tạm thời của hắn mà thôi. Bất kể người khác có cái nhìn thế nào, mục tiêu của hắn vẫn luôn là tứ đại tông môn. Nếu đã không thể gia nhập lăng tiêu kiếm các cùng ma nguyệt sơn trang, Vậy thì chỉ còn có Huyền Thiên môn và Hỗn Nguyên tông mà thôi. Bồi dưỡng Long hổ quyền cũng là một ý kiến không tồi. Tuy nhiên, Lăng Tiêu kiếm các lớn như vậy, không biết nếu thay hình đổi dạng thì có thể trà trộn vào được không? Cuối cùng hắn vẫn là một kiếm khách, hiển nhiên chấp niệm đối với Lăng Tiêu kiếm các tạm thời khó mà từ bỏ được. Lựa chọn thế nào cũng là một bài toán khó. Đêm lạnh như xương, trăng non cong như hàng mày lá liễu của nữ nhi, vắt vẻo giữa không trung trong biệt viện lâm nhất cầm táng hoa kiếm trong tay diễn luyện lôi âm kiếm pháp cuồng phong lạc hoa phi tuyết truy nguyệt bốn sát chiêu của lôi âm kiếm pháp được phát huy một cách thuần thục tự nhiên trong tay lâm nhất bóng kiếm sáng quắc phản chiếu bóng người mở ảo linh hoạt múa kiếm trong đêm bóng người tựa như ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối lúc ẩn lúc hiện vô cùng quỷ dị thể xác và tinh thần đắm chìm trong đó khiến lâm nhất lưu luyến đến mức quên đi hết thảy hắn nắm được ý nghĩa chân chính trong kiếm, hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Kiếm quang lập loè trong đếm tối làm trói sáng hai mắt lâm nhất. Đôi mắt trong suốt dưới ánh kiếm lóe lên tia sốc nổi. Bạch Lê Hiên, lòng hắn rối loạn, thân là kiếm khách nhưng lại không thể nào gia nhập lăng tiêu kiếm các, đây quả thật là đả kích đối với lâm nhất. Tất cả đều vì Bạch Lê Hiên, nếu không có hắn ta, thì làm gì có nhiều rắc rối đến vậy kiếm pháp mây trôi nước chảy giờ phút này lại hơi trựng lại, không còn trôi chảy như trước nữa. Khi Lâm Nhất đang cảm thấy phiền não, sốt ruột thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng tiêu, tâm tư hỗn loạn của hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Theo tiếng tiêu, kiếm trong tay dần trở bên bình thản. Bán bộ kiếm ý trên người dưới sự dẫn dắt của tiếng tiêu từ từ hòa cùng một thể với lôi âm kiếm pháp. Tâm ngày càng tĩnh lặng, chẳng mấy chốc, Lâm Nhất đã bước vào cảnh giới hồn nhiên vong ngã, kiếm chiêu ngày càng tinh tế, tỉ mỉ. Lâm Nhất đắm chìm trong tiếng tiêu, không biết đã trôi qua bao lâu, hắn có cảm giác cảm ngộ của mình đối với kiếm đạo lại lần nửa tăng lên. Bán bộ kiếm ý này đã thành kiếm ý hoàn chỉnh, chỉ còn cách một tấm màng mỏng nữa là có thể đột phá. Len Ken chín sợi xích thần bí bao quanh võ hồn kiếm gãy trong cơ thể lại lần nữa hiện ra. Mỗi một sợi xích dường như đã xuất hiện vết dạn, rồi sau đó quay về trạng thái yên tĩnh. Ý niệm lóe lên, Lâm Nhất Thu kiếm mà đứng. Hắn nhắm mắt tập trung nội thị võ hồn kiếm gãy thần bí trong cơ thể, ngoại trừ kiếm quang lượn lờ quanh thân kiếm như trước thì không có gì khác biệt. Áo giác ư, vừa rồi ta cảm giác được rất rõ có thứ gì đó đứt gãy. Lâm Nhất sinh nghi, rời khỏi trạng thái nội thị. Võ hồn của mỗi người đều vô cùng thần bí, muốn phá giải sự bí ẩn của võ hồn quả thật có chút khó khăn, Ít nhất với cảnh giới hiện tại của Lâm Nhất thì không cách nào biết được rốt cuộc võ hồn của mình có gì quái lạ. Mà thôi, dù gì thì cảm đạo kiếm ngộ cũng tiến thêm một bước, kiếm ý hoàn chỉnh đã ở trong tầm tay. Ngày đó, Bạch Lê Hiên có thể dễ dàng đánh bại cường giả bán bộ huyền quan là vì hắn ta đã nắm giữ được kiếm ý hoàn chỉnh. Rất khó để có thể nắm giữ kiếm ý, trừ phi có thiên phú dị bẩm, nếu không cần phải cảm ngộ võ học trong một khoảng thời gian dài có thể nắm giữ được kiếm ý hoàn chỉnh ở tuổi 20 thì có thể xem là yêu nghiệt được rồi. Lâm Nhất nhìn quanh bốn phía, chẳng biết từ khi nào tiếng tiêu đã kết thúc. Xem ra Nguyệt Vi Vi thật sự đang ở gần đây, nhưng không hiểu vì sao nàng ta lại không lộ diện. Chuyện của hai gã trưởng lão cảnh giới huyền võ mà Minh Diệp đã đề cập đến 10 là do chính nàng ta ra tay. Hi hi, đừng tìm ta, Vân Ca Ca ngay khi lâm nhất đang tìm kiếm khắp nói thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói lâm trước đi vội quá là vì có điều khó nói cấm chế trên người ta đã được giải trừ hiện tại dáng vẻ rất đáng sợ không muốn dọa vân ca ca vốn dĩ ta sẽ không quấy rầy ngươi nhưng lại cảm thấy tâm của ngươi hỗn loạn nguyệt vi vi nhỏ nhẹ nói tựa như đang thổi hơi bên tai nhưng lại không cách nào tìm được nghe vậy lâm nhất mỉm cười khẽ đáp không sao đâu ta đã có lựa chọn nếu đã có trái tim của mãnh hổ thì thân ở đâu cũng có thể ngửi thấy hương hoa. Giọng nói bên tai thoáng dừng lại, dường như đang nghiền ngẫm ý nghĩa trong lời nói của Lâm Nhất. Hi hi, ta đã hiểu, xem ra là ta lo lắng uổng công. Sớm biết như vậy đã không ra mặt rồi, con gái mà cứ chủ động thế cũng không hay. Lâm Nhất nhịn không được bật cười, nói cái gì thế không biết. Trên bầu trời, trang lưỡi liềm vẫn đang tỏa sáng, nhưng giọng của Nguyệt Phi Phi đã không còn vang lên nữa. Xem ra đã đi thật rồi. Tuy không nói quá nhiều, nhưng đã cởi bỏ được khúc mắc trong lòng Lâm Nhất, cho hắn biết nên lựa chọn như thế nào. Chương 396, gió đã bắt đầu thổi bay lớp bụi mù. Tình hình ở quận Thanh Dương gần đây rất quái lạ. Trong quận thành, phân đà giữ vai trò cực kỳ quan trọng của huyết phân môn và kim diệm tông bị người huyết tẩy, không còn lại chút gì. Ngay cả các thế lực phụ thuộc cũng có cùng kết cục. Nhưng đã 10 ngày trôi qua, Hai tông lại không hề phản công như trong dự đoán của mọi người, và cũng không có trận chiến thảm khốc nào xảy ra. Thành thanh dương quá yên bình, yên bình đến mức không ai đoán ra được thế cục hiện tại. Chuyện khác thường tất có gian trá, nhưng lại không ai biết được bí ẩn trong đó. Huyết Vân môn và Kim Diệm tông đều có một trưởng lão cảnh giới huyền võ bị giết, hơn nữa còn chết không rõ ràng. Thế nên, trước khi biết rõ đầu đuôi ngọn ngành, bọn họ nào dám động đến Quang Minh Các? Quang minh các không đụng đến bọn họ đã là ông trời thương xót rồi. Nhưng nói gì thì nói, trong 10 ngày này, sự tích về Lâm Nhất đã sớm lan truyền khắp quận Thanh Dương. Không ai không biết, không ai không hiểu. Có rất nhiều người còn suy đoán hắn sẽ chọn nhà nào trong tứ đại siêu nhiên tông môn và cả Tần Thiên học phủ. Với thiên phú cùng tuổi tác của Lâm Nhất thì rất hiển nhiên, hắn sẽ không dừng bước ở quận Thanh Dương. Một nhân tài kiệt xuất như thế nên có sân khấu của riêng hắn và chắc chắn đó là cả đại tần. Quận Thanh Dương nho nhỏ không chứa nổi hắn. Lúc này, bên ngoài thành Thanh Dương có hai người một ngựa đang đứng trên đường cái. Ngựa chính là huyết long mã. Sau 10 ngày, thương thế của nó đã sớm bình phục, khí tức cũng trở nên đáng sợ hơn, đã đạt đến cảnh giới lục khiếu khủng bố. Còn người thì đương nhiên là Lâm Nhất và Minh Diệp rồi. Lâm Huynh, lần này ra đi đến đế đô, người nên cẩn thận trong mọi việc. Minh Diệp dừng bước, không tiếp tục đưa tiến, chỉ là ánh mắt hắn ta rất phức tạp, vẻ mặt cũng nghiêm túc. Thế nhân đều không biết lựa chọn của Lâm Nhất, chỉ có hắn ta biết rõ. Có điều hắn ta nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao Lâm Nhất lại đưa ra lựa chọn nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người như thế. Đa tạ Minh Huynh đưa tiến. Tứ đại siêu nhiên tông môn của Đại Tần Đế Quốc cùng với Tần Thiên Học Phủ sẽ tổ chức chiêu mộ đệ tử hàng năm vào mùa đông. Đế quốc có hơn 100 quận, được xưng là Bách Quận Tri Quốc, Quận Thanh Dương nằm ở biên cương, so ra chỉ là một hạt cát trong biển, thật sự chẳng đáng là gì. Nơi đây quá mức hỗn loạn, không thích hợp để gia tộc kinh doanh, hầu hết đều là dân liều mạng. Không giống những quận khác, hầu như đều có các gia tộc đã tồn tại từ rất lâu đời. Với tư cách thị tộc, ít nhất cũng có căn cơ ngàn năm. Nếu không đủ ngàn năm, chỉ có thể xưng là hàn môn mà thôi, không thể coi đó là tông tộc được riêng tứ đại tông tộc của đại tần đế quốc có thể kể đến các họ chu vương lâm lý không cần phải nói bọn họ đều là hào môn đại tộc có tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng trong đế quốc trong trăm quận anh tài vô số nhân tài kiệt xuất thành đàn tựa như sao đầy trời khiến người nhìn hoa cả mắt mà quận tần thiên với tư cách đế đô lại càng là nơi quần tinh hội tụ thị tộc mọc san sát như rừng Đại Tần Đế quốc đặt thủ đô ở quận Tần Thiên đương nhiên là vì nhìn nhìn chúng phong thủy cùng linh khí tự nhiên ở đây. Không chỉ riêng Đại Tần Đế quốc mà tứ đại siêu nhiên tông môn cũng chiếm lấy bốn vị trí phong thủy cực tốt của quận Tần Thiên. Đất đai trong quận gần như trật ních, toàn là các thế lực hàng đầu Đại Tần Đế quốc cùng với Hảo Môn thế gia. Ai cũng biết đế đô là nơi hội tụ toàn bộ vận mệnh của Đại Tần Đế quốc, ở càng gần thì số mệnh sẽ càng thêm hưng thịnh. Từ đó có thể thấy mức độ cạnh tranh kịch liệt đến nhường nào. Hễ là thế lực có thể dừng chân ở quận Tần Thiên thì đều không thể xem nhẹ, hễ là anh tài muốn nổi danh ở quận Tần Thiên thì nhất định phải xông pha một trận ra trò tại đây mới được. Mùa đông hàng năm là thời điểm náo nhiệt nhất ở đế đô. Nhân tài kiệt xuất của tất cả các quận ở Đại Tần đế quốc đều ùn ùn đổ về đây, tìm mọi cách chen chân vào đế đô bất chấp tất cả dù không thể gia nhập tứ đại tông môn cùng Tần Thiên học phủ thì có thể dừng chân ở quận Tần Thiên cũng là chuyện không tệ. Ta đã nói qua với ngươi về tình hình ở đế đô, cũng không muốn nhiều lời làm gì, thế nhưng lâm nhất, ta vẫn cảm thấy rất tò mò, sao ngươi lại chọn lăng tiêu kiếm các. Cuối cùng, Minh Diệp vẫn nhịn không được mà hỏi. Vì sao ư? Với vị thế như mặt trời ban trưa của Bạch Lê Hiên tại lăng tiêu kiếm các, mạo hiểm đến đó chẳng khác gì muốn chết. Lâm nhất nói khẽ, 10 ngày trước, ta sực nhớ ra một câu nói. Nói cái gì? Nếu có mãnh hổ chi tâm, dù thân ở đâu cũng có thể ngửi được hương hoa. Tim Minh Diệp bỗng chốc đập nhanh hơn, nhướng mày nói, đúng vậy, nếu ở đâu cũng có thể ngửi được hương hoa, cớ gì không đến huyền thiên tông. Lâm Nhất thản nhiên nói, tuy nói nơi nào cũng có thể ngửi được hương hoa, nhưng người có từng thấy mãnh hổ xương vương giữa bầy vượng chưa? Phải có được trái tim của mãnh hổ thì mới ngửi được hương hoa ngựa của ta là con huyết long mã ngông cuồng nhất, kiếm của ta là thanh kiếm cao ngạo nhất, tâm của ta đương nhiên phải là mãnh hổ chi tâm. Minh Diệp đứng xứng trong giây lát, đến huyền thiên tông ắt sẽ ngửi được hương hoa, thế nhưng còn có được mãnh hổ chi tâm sao? Sẽ không, trừ phi lâm nhất từ bỏ kiếm đạo, nếu không, muốn thành mãnh hổ, hắn chỉ có một con đường để đi. Ngoại trừ lăng tiêu kiếm các, những lựa chọn khác đều là hèn yếu. Người có thể chết, kiếm có thể gãy, nhưng tấm lòng hướng về kiếm không được lùi bước. Đột nhiên, Minh Diệp nở nụ cười, ta hiểu rồi, nếu có được mãnh hổ tri tâm thì sợ gì núi đao biển lửa, sợ gì cuồng phong bão táp. Nếu đã như thế, hà cớ gì không đến lăng tiêu kiếm các. Là rồng không phải rắn, là hổ không phải khỉ. Đã lập trí thành hổ, đương nhiên muốn uống ly rượu mạnh nhất, giết kẻ hận nhất, người đoá hoa đẹp nhất. Lâm Nhất cười nói, Minh Huynh hiểu ta, nửa năm trước, cũng có một người đưa tiễn ta, ta vốn tưởng rằng con đường này không có ai hiểu mình, cũng không dám tiến đưa ta, nhưng không ngờ nửa năm sau lại gặp được người bằng hữu như Minh Huynh. Nửa năm trước, hắn rời khỏi Thanh Vân Tông, thiếu chủ Bạch Vũ Phạm đã tiến hắn. Nửa năm sau, sau bao phen sinh ở quận Thanh Dương, Lâm Nhất đã tu luyện đến cảnh giới tiên thiên ngũ khiếu. Nửa năm trôi qua trong trước mắt, lúc trước, cái gọi là tiên thiên tứ khiếu cùng tứ đại tông môn trông có vẻ cao không chạm tới. Hôm nay, hắn đã đạt đến, thậm chí còn vượt qua một khiếu. chương 397, Mạc Bắc 16 tuổi đạt tới trình độ tu vi này, nhìn khắp đại tần đế quốc cũng không có gì là lạ. Nhưng nếu tính là lạ thì tử diên kiếm quyết của hắn thực sự không phải hạng vừa. Trong vòng nửa năm, hầu hết hắn đều đi một mình. Trước khi đi được ai đưa tiến đã là điều tuyệt vời lắm rồi. Đa tạ, chỉ là lần chia tay này không biết đến khi nào mới được gặp lại. Minh Diệp cười khổ, Tu vi của hắn ta với Lâm Nhất tương đương, nhưng hắn ta lớn hơn Lâm Nhất 3 tuổi. Tứ Đại tông môn tuyển người cực kỳ nghiêm ngặt, 17 tuổi mà chưa đạt tứ khiếu thì sẽ không nhận. Cho dù gắng ngượng ở lại Đế Đô thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Lần từ biệt này có lẽ sẽ là mãi mãi. Bảo trọng. Lâm Nhất vỗ vai đối phương, trầm giọng nói, tiếp theo đây Minh Diệp sẽ thống lĩnh quận Thanh Dương, tiêu diệt huyết phân môn và Kim Diệm tông nguy hiểm cũng không kém hơn việc lâm nhất tới lăng tiêu kiếm các là bao. Thuận buồn xuôi gió nhé. Nhảy lên lưng ngựa, lâm nhất kẹp chặt hai chân, huyết long mã phi nước đại trên đường lớn. Ngồi trên huyết long mã, gió mát thổi qua, mái tóc đen của lâm nhất tung bay đung đưa trong gió, lòng hắn gợn lên rất nhiều chuyện. Đây được coi là lần thứ hai hắn ly biệt, rất nhiều người rất nhiều chuyện đều đã tan thành mây khói. Hắn sẽ còn quên nhiều người, nhiều việc hơn nữa nhưng một số người lại sẽ ở mãi trong ký ức của hắn, không thể nào quên. Mối thù của Hồng Lão, tình yêu của Tô Hàm Nguyệt đều sẽ tập trung trong tông môn, đế đô thế gia vọng tộc mọc lên như san sát, viết tiếp những câu chuyện còn đang giang dở. Sẽ có những câu chuyện cũng bị vùi lấp trong cắt bụi, cũng có nhân quả, đi thẳng về phía trước. Đế đô là một cánh cửa, cánh cửa dẫn hắn vào thế giới võ đạo, có tư thế hào hùng, hăng hái nhiệt huyết, cũng có những âm mưu quỷ kế, thị phi ân oán. Trong mắt Minh Diệp, Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm trên lưng, phi ngựa đi thẳng về phía trước, có gió, có bụi. Lúc lên lúc xuống, càng đi càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Trên thảo nguyên minh mông vô tận, gió lạnh buốt, tuyết rơi dập trời. Đã gần trạng vạng mà trời vẫn sáng, không thấy tối đi. Đây là sa mạc hoang vu bên cạnh quận Tần Thiên, đi qua sa mạc này coi như đã vào đến quận Tần Thiên. Võ giả của đế quốc thường gọi nơi đây là Mạc Bắc, có lẽ là vị trí của quận Tần Thiên quá đẹp, có toàn bộ phong thủy khí vận của Đại Tần đế quốc, hấp thu hết linh khí của nơi đây. Mạc Bắc không có mùa xuân và mùa thu, mùa hè đầy cát vàng và bụi trần. Mùa đông thì đầy tuyết trắng và gió lạnh. Người từ phương Bắc đến, muốn tới đế đô đều phải đi qua sa mạc Mạc Bắc này. Đúng lúc này, một thanh niên bước ra từ trong gió tuyết, hắn dắt ngựa từng bước chậm rãi đi tới, chiếc áo choàng màu xanh và trắng rất gọn gàng sạch sẽ, không dính chút tuyết nào chẳng qua trông hắn hơi mệt, quần áo mỏng manh càng khiến người khác lo lắng cho sức khỏe hắn. Võ giả tiên thiên có thể chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt bằng linh nguyên của mình. Nhưng tuyết ở mạc bắc đã rơi là sẽ rơi hơn nửa mùa đông, linh nguyên dù rồi rào đến đâu cũng không thể cầm cự được lâu. Người có thể cầm cự được 3 hoặc 5 ngày, nhưng có cầm cự được trong vòng 2, 3 tháng không? Chàng thanh niên mặc kệ, khuôn mặt điển trai trong gió tuyết càng thêm lạnh lùng, tăng thêm mấy phần sắc bén không cần nói nhiều cũng biết đương nhiên thiếu niên này chính là lâm nhất sau khi chia tay minh diệp hắn men theo đường chính đi thẳng tới đại tần đế đô hắn mất hai tháng để đi qua hàng chục quận lớn mới đến được mạc bắc băng tuyết ngập trời này mùa đông ở mạc bắc đến sớm hơn đế đô nhiều tính thời gian thì nửa tháng nữa hắn có thể vào được quận tần thiên rồi tới đế đô khi đó có lẽ đế đô cũng vừa vào đông lớp tuyết mỏng như lông vũ cũng sẽ nhẹ bay bồng bình để chào đón những nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên đế quốc. Trong hai tháng qua, ngoại trừ việc đi đường và tu luyện, thời gian còn lại, Lâm Nhất đều dành để nghĩ về cổ giản có viết năm tháng như lửa kia, trong lòng hắn đã có chút manh mối. 150.000 viên tiên thiên đan hầu như đã bị hắn dùng hết, chỉ còn chưa tới 10.000 viên tử diên kiếm quyết được cung cấp nhiều tài nguyên như vậy cuối cùng cũng đột phá được tứ trọng, đạt tới ngũ trọng đáng kinh ngạc. Đóa tử diên hoa cháy rực khi nở sẽ bung ra đủ 30 cánh. Những đường nét thanh mảnh, đường viên khéo léo, tử viêm cháy bỏng khiến tử diên hoa đẹp đến ngỡ ngàng. Vẻ ngoài tưởng như mềm mại nữ tính nhưng lại ẩn chứa linh nguyên rồi rào như núi, bây giờ muốn tử diên hoa chuyển động lại càng khó khăn hơn nhưng một khi nó chuyển động thì kiếm mang ngưng tụ ở chính giữa bông hoa lại mang theo sức mạnh đáng sợ khiến lâm nhất hồi hộp sợ hãi tu vi không thay đổi nhưng thực lực của lâm nhất đã tăng lên ít nhất ba phần nhưng nếu nói đáng để kinh ngạc thì vẫn là huyết long mã nó ăn thượng cổ yêu đan mà lâm nhất để lại sau đó tu vi tiến bộ vượt bậc đạt đến tiên thiên thất khiếu kinh người chiếc sừng duy nhất ở chính giữa chân mày đã ngày càng lộ rõ chỉ có thể nói là huyết mạch thiên phú của nó quá cường hãn, nếu lâm nhất có gân cốt như nó thì tu vi đã đạt tới thất khiếu từ lâu rồi. Tuyết bay không ngừng, giấu chân một người một ngựa để lại nhanh chóng bị vùi lấp. Đi chưa được bao xa, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn. Hú tương đương hú tương đương hú tương đương. Ban đêm ở mạc bắc rất nguy hiểm, thỉnh thoảng trong gió tuyết lại phát ra những tiếng kêu kỳ lạ của yêu thú. Dường như rất xa, lại như rất gần, còn lạnh lẽo hơn màn đêm nơi này. Lâm Nhất siết chặt quần áo, vẻ mặt càng thêm thận trọng. Cánh đồng hoang vu mạc bắc này ban ngày thì an toàn tuyệt đối, nhưng đến đêm lại hoàn toàn khác. Đột nhiên Lâm Nhất khựng lại. Cách đó không xa, một xác chết bị vùi nửa người đang nằm trong tuyết. Hơn nửa người bị vùi trong tuyết, nằm im bất động. Từ khi đặt chân đến mạc bắc, Lâm Nhất nhìn thấy rất nhiều xác chết trong tuyết. chương 398, gặp nhau trong miếu. Có người bị chết cóng, có người bị yêu thú ăn thịt, có người chết trong tay tán tu, hoang mạc Mạc Bắc chưa bao giờ là một nơi yên bình, môi trường khắc nghiệt, yêu thú hung dữ, mà lòng người còn đáng sợ hơn cả. Khi nào vào được quận Tần Thiên thì mới được coi là thái bình. Nơi đó tập trung nhiều tông môn, thế gia vọng tộc mọc lên san sát, còn có quân đội hoàng gia tuần tra, sẽ không xảy ra chuyện kiểu như này. Chết ở sa mạc Mạc Bắc thì thật đáng tiếc. Lâm Nhất khẽ lắc đầu, dắt huyết long mã tiếp tục đi về phía trước nhưng hắn vừa đi thì phát hiện ngón tay của người kia hình như động đậy. Lâm Nhất khẽ cao mày, như có điều suy nghĩ, hắn giơ tay lên, một tia kiếm mang xẹt qua. Phụt, kiếm mang sắc bén tạo ra âm thanh xé gió chói tai, bắn thẳng về phía xác chết. Kiếm mang gần như lướt qua cơ thể đối phương, lệch một chút nữa là đâm vào người. Nhưng cơ thể bị tuyết dày vùi lấp vẫn bất động. Lâm Nhất không chút do dự tiến lên vài bước, phủi đống tuyết trên người đối phương, để lộ khuôn mặt non nớt tái nhợt, hơi thở đều đều, không giống người chết. Trông chỉ khoảng 14, 15 tuổi, còn nhỏ hơn cả hắn. Là lạnh quá hay mệt quá mà ngất đi. Không biết nguyên nhân là gì, Lâm Nhất ném đối phương lên lưng huyết long mã rồi đi tiếp. Nửa canh giờ sau, một ngôi miếu đổ nát hiện ra trước mắt Lâm Nhất. Bức tường của ngôi miếu dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào trong cơn bão tuyết dữ dội. Núi hoang tuyết địa, một ngôi miếu đột ngột xuất hiện. Nếu là bình thường, Lâm Nhất sẽ không bao giờ đi vào, hắn có lôi viêm chiến thể, cho dù ở mạc bắc hơn nửa tháng cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng nhìn thiếu niên trên lưng ngựa, hắn do dự vài giây rồi dắt ngựa đi vào. Không gian trong ngôi miếu đổ nát không nhỏ, đầu đầu cũng là cỏ tranh ướt lạnh. Phật môn kim cương trên chính điện, sơn son thép vàng đã bong chóc, trên đỉnh đầu còn có mạng nhện. Vù vù, gió lạnh thổi vào cổng miếu, gió tuyết thổi vào khiến cơ thể vừa mới ấm lên một chút đã phát run. Đóng cửa, giọng nói vang lên không hề báo trước khiến Lâm Nhất giật mình trong chốc lát, nhưng hắn vẫn làm theo. Sau khi thắp nhang trước đại điện, Lâm Nhất mới nhìn đến trong góc ngôi miếu đổ nát. Ở đó có một vị hòa thượng đầu chọc, gương mặt thanh tú, tay cầm chuỗi tràng hạt, gõ mõ. Có lẽ vừa nãy gió tuyết quá lớn nên hắn không nghe thấy tiếng gõ mõ, lâm nhất dắt huyết long mã vào rồi kéo thiếu niên trên lưng ngựa xuống hắn lấy vật dụng ở đây đốt thành một đống lửa môi miếu bỗng chốc trở nên ấm áp hơn vị hòa thượng như không nhìn thấy những điều hắn làm thờ ơ khép hờ đôi mắt tiếp tục gõ mõ khuôn mặt thiếu niên trên đất đã dần hồng hào trở lại không lâu sau cậu ta mở mắt ngáp một hơi rồi lại vươn vai như vừa mới ngủ dậy cậu ta nhìn quanh một hồi rồi lại nhìn lâm nhất thiếu niên mỉm cười thật hiếm thấy không ngờ lại được huynh nhặt về. Ta tên là Lý Vô Ưu, đại ca, huynh tên gì? Gọi đại ca cũng thuận miệng lắm, không biết cậu ta quen gọi như vậy hay thật sự vì Lâm Nhất đã cứu cậu ta. Giơ tay không đánh người đang cười, mà Lâm Nhất cũng không ghét thiếu niên này. Lâm Nhất. Vì thế hắn nở nụ cười nhẹ, nói cho đối phương biết tên mình. Huynh có rượu không? Lý Vô Ưu nhìn Lâm Nhất, tiếp tục cười hỏi. Có. Không suy nghĩ nhiều Lâm Nhất lấy hầu nhi tử ra, đưa cho đối phương. Ưng ừ, ực, ưng ực. Lý vô yêu cầm bình rượu tu ưng ực mấy ngụm, nói với vẻ còn chưa thỏa mãn, rượu ngon. Có bình rượu này, ta quyết định kết giao với huynh, sau này vào lăng tiêu kiếm các, huynh bảo vệ ta với nhé. Lâm Nhất nhướng mày, vẻ mặt hơi thay đổi, sao người biết ta định vào lăng tiêu kiếm các. Lý vô yêu cười tít mắt, thời tiết giờ hơi này mà chạy tới đế đô, chắc chắn là muốn gia nhập mấy tông môn lớn. Còn tại sao ta nói chắc chắn sư huynh sẽ vào lăng tiêu kiếm các à? He he, trên người sư huynh có bán bộ kiếm ý, huynh giấu được người ngoài, lẽ nào còn giấu được cả người luyện kiếm? Lâm nhất thả lỏng một chút, tuổi của Lý vô ưu không lớn nhưng tâm tư lại rất cẩn thận. Người cũng muốn gia nhập lăng tiêu kiếm các. Lý vô ưu lại uống rượu, gật đầu đáp, đó là đương nhiên, Lý vô ưu ta muốn làm kiếm khách số một đại tần. Dưới men rượu của hầu nhi tử, khuôn mặt non nớt của đối phương dần ửng đỏ phối hợp với giọng điệu hơi cường điệu lại khiến người khác muốn cười. Két, khi hai người đang nói chuyện thì cửa miếu lại mở ra, một nhóm võ giả tiên thiên bước vào. Tuổi không lớn, có lẽ là gặp nhau trên đường nên cùng tới. Nhìn còn trẻ nhưng tu vi ai nấy đều cao thâm, khí tức nghiêm nghị. Gió tuyết lớn thế này mà gặp được nhau trong một ngôi miếu đúng là may mắn. Còn đốt lửa nữa chứ. Ha ha, tối nay có thể ngủ ngon rồi bảy tám thiếu niên chừng 15, 16 tuổi vừa vào cửa đã bàn luận sôi nổi. Đóng cửa, vị hòa thượng đầu chọc lại đột nhiên lên tiếng. Mấy thiếu niên cũng giống như lâm nhất lúc mới đến, đầu tiên hơi sửng sốt nhưng rồi vẫn làm theo. Sau khi đóng cửa miếu lại, mấy thiếu niên lại qua chào hỏi lâm nhất và lý vô ưu ngồi quây quần bên đống lửa. Bọn họ đều ở độ tuổi tương đương, cũng tới đế đô vào dịp tứ đại tông môn tuyển đệ tử vào mùa đông hàng năm. Vì thế mọi người có rất nhiều chuyện để nói với nhau, không bao lâu bầu không khí đã trở nên sôi nổi. Vị hòa thượng vẫn gõ mó, thờ ơ nhắm hờ hai mắt, không ngẩng đầu lên. chương 399, phá không ấn. Người đông lên một cái là tính lắm mồm của Lý Vô ưu đã bộc lộ. Cậu ta có khuôn mặt rất đẹp, trên mặt lúc nào cũng đầy áp ý cười, giọng điệu lại lớn, lúc nào cũng có thể khiến mọi người bật cười. Lý Vô ưu người muốn làm kiếm khách số một ở Đại Tần, vậy Bạch Lê Hiên thì sao? Ta cá là ngươi vào lăng tiêu kiếm các không sống nổi một tháng đã bị người ta đánh chết rồi. Mọi người bắt đầu trêu chọc Lý Vô ưu Lý Vô ưu không thèm để ý, trước khi trở thành kiếm khách số một, ta sẽ không chết. Mà các người định tới tông môn nào? Vẫn chưa nghĩ xong, yêu cầu của tứ đại tông môn đều rất cao, không biết có vào được không, có lẽ ta sẽ tới tần thiên học phủ. Ta muốn đến Ma Nguyệt Sơn Trang, lai lịch của tông môn này rất bí ẩn, nghe nói đều âm thầm tuyển người. Ta muốn đến huyền thiên tông, công tử lưu thương trong tám công tử của đế đô chính là đệ tử của huyền thiên tông. Lâm nhất, sao ngươi không nói gì? Thấy lâm nhất im lặng, có người tò mò hỏi. Lâm nhất khẽ mỉm cười, đang định nói thì có tiếng đẩy cửa thô lỗ vang lên. Gió tuyết tràn vào khiến mọi người đều dùng mình, ba người cường tráng từ trong gió tuyết đi vào, toàn thân đầy khí thế hung ác, vẻ mặt toát lên sát khí, tu vi ai nấy đều đã đạt tới tiên thiên thất khiếu kinh người. Sát khí tàn bạo trên người họ dày đặc gần như có thể ngưng tụ thành thực chất, khiến vẻ mặt đám thanh niên trong miếu đều thay đổi. Tán tu mặc bắc, bốn chữ đáng sợ hiện lên trong đầu mọi người. Tên cầm đầu cười tâu tuét với mọi người bên đống lửa, vẻ mặt gớm ghiếc mà đáng sợ. Đóng cửa. Hắn ta vừa định nói thì vị hòa thượng đang gõ mó, đôi mắt khép hờ lại thốt lên hai chữ này. Đóng cái đầu ngươi đôi mắt tên đại hán lóe lên lửa giận, hắn ta rút thanh đoản kiếm đang dắt bên hông ra, bắn ra tia sáng sắc lạnh. Kiếm quang xẹt qua, nhanh đến mức khiến mắt người ta không phản ứng kịp. Cẩn thận, mấy thiếu niên hô lên, không ngờ tán tu mạc bắc lại thô bạo, cáu kỉnh như vậy. Một lời không hợp là ra tay giết người. Khi thanh đoản kiếm gần cắm vào đầu vị hòa thượng, tiếng gõ mõ chợt dừng lại. Khi âm thanh dừng lại, tốc độ của thanh đoản kiếm xuyên qua hư không chợt giảm mạnh. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Vị hòa thượng đẹp trai khẽ mỉm cười, quay đầu nhẹ nhàng bắt được thanh đoản kiếm với uy lực đáng sợ có thể giết chết người. Không một tiếng động, thanh đoản kiếm chí mạng không chỉ có sát khí dữ tợn mà còn chứa đựng linh nguyên vô cùng cô động. Dù là lâm nhất, muốn nhẹ nhàng bắt được như vậy cũng là điều không thể. Trong ngôi miếu đổ nát, vị hòa thượng không ai chú ý tới lại có thực lực mạnh như vậy sao? Đồng tử ba tán tu mạc bắc co rút, sát khí toàn thân chợt dâng lên. Trong vùng hoang vu mạc bắc tàn khốc này, bọn hắn là những tên trộm đã trải qua hàng trăm trận chiến, sống sót sau vô số cuộc khảo nghiệm tử vong. Nhìn có vẻ là tu vi tiên thiên thất khiếu, nhưng trên thực tế ở quận Thanh Dương, bất kỳ ai trong số chúng đều có thể hoàn toàn đánh bại hắc phong tam sát. Giết! Tên cầm đầu vạm vỡ, vẻ mặt dư tợn, Khí thế trên người cực kỳ hung bạo. Trong tích tắc, ba người cùng ra tay, sát phạt về phía vị hòa thượng. Các thiếu niên trong miếu thấy tình huống đột ngột này, trong mắt đều lướt qua tia hoảng sợ. Trước khi đến, họ đã nghe nói về sự đáng sợ của vùng Mạc Bắc, mỗi năm đều có rất nhiều nhân tài kiệt xuất chết ở nơi này. Ba tên đại hán trước mặt hiển nhiên là có ý này với họ, nhưng không ngờ lại gặp phải vị hòa thượng kỳ lạ. Lý Vô Ưu cầm kiếm muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại bị một bàn tay giữ lại không vội lâm nhất nháy mắt với cậu ta nhẹ giọng nói phá không ấn vị hòa thượng tạo kết ấn khí tức trên người bộc phát ra khiến lâm nhất có cảm giác rất quen thuộc khí thế trên người vị hòa thượng bộc phát ra ánh sáng vàng rực rỡ khí thế cường hãn ấy khiến người ta không dám nhìn thẳng vào lúc này khí thế ấy như muốn vọt ra khỏi cơ thể hắn ta phá vỡ ngôi miếu nhưng nó chợt dừng lại Vị hòa thượng cười lãnh đạm, tay trái hóa thành thế cuồng long, như thanh long ra biển, lại như rồng bay trên trời. Tiếng rồng gầm, hổ thét vang vọng trong cơ thể, sát khí trên người ba tên cướp lập tức tan thành mây khói. Sau đó vị hòa thượng tiến lên một bước, quyền mang trong tay đập vào người tên đại hán vạm vỡ đứng đầu. Quyền mang của hắn ta có sức mạnh khủng khiếp của thế cuồng long, nếu quyền mang nổ ra thì các thiếu niên ở đây, bao gồm Lâm Nhất cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Nhất có lôi viêm chiến thể, miễn cứng có thể gắng ngượng được nhưng nếu những người khác không phản ứng kịp thì có thể sẽ bị thương nặng ngay tại chỗ nhưng không ngờ quyền mang không nổ ra mà trúc thẳng vào cơ thể tên đại hán vạm vỡ lập tức tên đại hán bị quyền mang nghiền nát thành cho bụi trước mặt mọi người gió thổi bụi tan không để lại dấu vết hai tên đại hán to con phía sau đều sững sờ rõ ràng vị hòa thượng đầu trọc này là cao thủ cảnh giới huyền võ bọn chúng lập tức xoay người bỏ chạy nhưng chạy được sao? Vị hòa thượng với khuôn mặt rất đẹp, tay trái huyễn hóa thành thế cuồng long, nhưng tay phải mới là sát chiêu thực sự. Wow! Sau tiếng hổ gầm, vị hòa thượng không nhúc nhích, nắm đấm tay phải đánh ra, hai tên tán tu đồng thời ngã xuống, không gượng dậy nổi. Dường như có thể nhìn thấy con bạch hổ ngưng tụ từ chân nguyên nhảy ra từ nắm đấm tay phải. Long phi hổ khiêu, đầu lâm nhất chợt nổ tung, hắn nhận ra chiêu thức mà vị hòa thượng sử dụng chính là chiêu thức thứ ba trong Long Hổ Quyền. Chiêu thức này tuy hắn đã bổ sung hoàn chỉnh khi ở trong tế đàn thông thiên, nhưng xét về uy lực thì hoàn toàn không thể so sánh được với vị hòa thượng đầu chọc này. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là rốt cuộc đối phương làm thế nào để ngưng tụ toàn bộ uy lực của quyền mang vào trong cơ thể một người như thế. Long hổ quyền này hoàn toàn khác với long hổ quyền mà hắn luyện tập. Phá không ấn, Chương 400, tranh giành đệ tử. Trong lúc đó, Lâm Nhất chợt nhớ ra trước đó gã hòa thượng kia đã kết một cái ấn. Long Hổ Quyền cũng không phải một bộ quyền pháp đơn giản, Chọn bộ của nó còn có các loại thủ ấn, tâm pháp và bí thuật. Bất Diệt Kim Cương ấn mà hắn đang tu luyện cũng là một trong những thủ ấn của Long Hổ Quyền. Còn nhớ lúc trước, có được thủ ấn phụ trợ, mãnh hổ quyền có thể sánh với võ kỹ tiên thiên thượng phẩm. Nhưng dù là vậy, vẫn không khiến hắn cảm thấy chấn động mạnh như khi thấy người trước mặt. Không ngờ Long Hổ Quyền lại là một võ kỹ khủng bố như thế. Mấy vị tiểu hữu vẫn còn kinh ngạc à. Hòa thượng dùng một chiêu giết chết ba tên tội phạm, khiến cho đám thiếu niên vừa mới đến tuổi cập kê trong miếu đều phải choáng váng. Mãi một lúc lâu sau, bọn họ mới giật mình hoàn hồn và kích động không thôi. Tiền bối, ngươi là cao nhân của huyền thiên tông ư. Đây thật sự là Long Hổ Quyền uy chấn đại tần quả thật không thể tưởng tượng nổi tiền bối vừa rồi chúng ta không có mắt đám thiếu niên có hơi luống cuống nói năng loạn xạ trái lại cũng không thể trách bọn họ dù là lâm nhất đã trải qua bao phen sinh tử ở quận thanh dương cũng bị chấn động tột đỉnh huống chi là bọn họ đừng gọi ta là tiền bối ta chỉ lớn hơn các người mấy tuổi mà thôi vậy nên xương hô như thế nào gọi tên ư ta đã sớm quên pháp danh của mình võ giả quận Tần Thiên thường gọi ta là công tử Lưu Thương. Hòa thượng mỉm cười, khẽ nói. Công tử Lưu Thương, lâm nhất khẽ cao mày, có hơi khó tin, không ngờ người này lại là một nhân vật lớn. Bát công tử đế đô chính là những tồn tại trẻ tuổi mạnh nhất của tứ đại tông môn và tần thiên học phủ ở quận Tần Thiên. Ngay cả Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y cũng không được tính vào đó, chủ yếu vì bọn họ còn quá trẻ. Thêm một thời gian nữa, đến đợt bình chọn bát công tử, Hai người bọn họ sẽ có cơ hội rất lớn. Khi Hòa thượng nói ra thân phận của mình, những thiếu niên khác đều có cảm giác bị choáng, hoàn toàn không dám tin mình sẽ có cơ hội được gặp mặt nhân vật trong truyền thuyết bực này. Lâm Nhất cũng không biết nói gì cho phải, không ngờ cái tên Hòa thượng chỉ biết nói đóng cửa, đóng cửa này lại là công tử Lưu Thương một trong bát công tử đế đô. Tuy nhiên, với thực lực mà hắn ta thể hiện, có lẽ không giả được. Lưu Thương đại ca, muốn trở nên mạnh mẽ thì phải cạo đầu à? Ngay khi đám thiếu niên đang vô cùng phấn khích, mừng rỡ thì đột nhiên Lý Vô Ưu lý nhí hỏi. Nghe vậy, khóe miệng công tử Lưu Thương có hơi giật giật mấy cái, miễn cưỡng cười nói, "Không cần, ta cũng không phải người xuất gia, chỉ là có nghiên cứu sâu sắc đối với Phật hiệu mà thôi." Lâm Nhất nấc một tiếng, thiếu chút bật cười, cái tên Lý Vô Ưu này cũng thú vị thật, ngay cả công tử Lưu Thương mà cũng dám trêu ghẹo, nếu thật sự chọc giận đối phương, hậu quả thật không dám nghĩ. Hiển nhiên Công tử Lưu Thương không phải người nhỏ mọn như vậy, hắn ta tiếp tục cười nói, các vị tiểu hữu cảm thấy long hổ quyền của ta như thế nào? Mạnh, khủng bố, vô địch. Đám thiếu niên liền đua nhau tán thưởng. Có muốn gia nhập Huyền Thiên Tông ta không? Trên môi công tử Lưu Thương nở một nụ cười hài lòng, nói ra mục đích thật sự của mình, ánh mắt hắn ta cố ý nhìn về phía Lâm Nhất và Lý Vô Ưu. Chúng ta có thể gia nhập Huyền Thiên Tông ư? Đám thiếu niên mừng như điên, nhất là vừa rồi bọn họ đã được chiêm ngưỡng uy lực mạnh mẽ của Long Hồ Quyền. Quyền Thiên Tông làm vậy có hơi quá rồi đấy, đường đường là bát công tử đế đô mà lại tự mình ra mặt mời chào đệ tử. Ngay lúc này, trong miếu đột ngột vang lên một tiếng cười giòn giã, dễ nghe. Trên sàn ngang, một nữ tử áo lam dáng người cao gầy, có lồi có lõm trông vô cùng quyến rũ đột nhiên nhảy xuống. Khi cô ta vừa hạ xuống, khuôn ngực no đủ khẽ run lên, khiến đám thiếu niên bên dưới mắt tròn mắt dẹt, thậm chí Lý Vô Yêu còn nuốt mấy ngụm nước miếng. Thiếu nữ áo xanh nở một nụ cười xinh đẹp, ngay lập tức ánh mắt đám thiếu niên không cách nào rời khỏi được. Ta là hân nhiên của lăng tiêu kiếm các, mấy vị tiểu đệ đệ có muốn gia nhập lăng tiêu kiếm các không, tỷ tỷ có thể giúp các người đi cửa sau nha. Trên người thiếu nữ áo xanh có một loại mị lực câu hồn đoạt phách, giọng cô ta tràn đầy sự quyến rũ. Lăng tiêu kiếm cũng không kém nha, ngay cả đệ nhất mỹ nữ cũng phái ra, xem ra lão sâu rượu hốn nguyên môn ta không có chút gì là hấp dẫn rồi. Đột nhiên trong đống cỏ tranh ở môi miếu đổ nát có một ông lão ăn mặc lôi thôi, người đầy mùi rượu bước ra. Công tử lưu thương của huyền thiên tông, lão sâu rượu hỗn nguyên môn, hân nhiên nữ tử yêu mị của lăng tiêu kiếm các, phút chốc, trong tòa miếu hoang ở mạc bắc hoang nguyên trật kín nhân vật lớn của tam đại siêu nhiên tông môn. Việc này khiến chúng thiếu niên đều cảm thấy rất bất ngờ trước đó bọn họ chưa từng nghĩ đến trong ngôi miếu hoang này lại có hai người ẩn mình thần không biết quỷ không hay như vậy tỷ tỷ ta đi với ngươi ngay khi mọi người còn đang sững sờ lý vô ưu đột nhiên bước lên đi về phía hân nhiên của lăng tiêu kiếm Các. tên nhóc này đúng là tinh mắt hân nhiên duỗi tay lý vô ưu vội nắm lấy mỉm cười nói lần đầu gặp mặt ta tên là lý vô ưu tương lai sẽ là đệ nhất kiếm khách của đại tần tiểu quỷ người còn không buông tay ra ta sẽ chặt tay người đấy hân nhiên cười tủm tỉm nhìn về phía lý vô ưu, tên nhóc này mãi vẫn không chịu buông tay cảm nhận được sát ý cả người lý vô ưu trở nên lạnh lẽo vội vàng buông tay ra hi hi vậy mới ngoan tuổi còn nhỏ chớ nên có nhiều tâm tư quỷ quái như vậy hân nhiên nhéo nhéo mặt lý vô ưu, thân mật nói lý vô ưu bị đau cứ ai u liên hồi ánh mắt công tử lưu thương cùng lão sâu rượu của hỗn nguyên môn đều lộ vẻ tiếc nuối. Mắt thấy lâm nhất nhấc chân muốn đi về phía hân nhiên bọn họ vội bước đến. Công tử lưu thương cười nói, tiểu hiếu, có lẽ ngươi đã từng tu luyện long hổ quyền tàn quyền, gia nhập huyền thiên tông, chắc chắn ngươi có thể tu luyện chọn bộ long hổ quyền. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 17